trong cuộc sống của chúng ta. Nếu mà không, mình cố gắng mình làm việc đó mà không được, cũng cứ nhẹ nhàng. Vì mình chân đế là gì? Tất cả là tạm, tất cả là tạm. Cuộc sống này á, tục đế đầy dẫy hết từ sáng tới tối. Gặp nhau cái chào anh chào chị là tục đế thôi. Tại vì thế gian gặp nhau phải chào, không chào người ta giận. Ăn cơm người đó no rồi, biết họ ăn rồi, nhưng mà lịch sự ăn cũng phải mời một tiếng, tục đế đó. Không rồi người ta buồn. Nhưng mà lỡ ví dụ như á, mà người ta có quên mình á, thì mình lấy chân đế ra mình sống. Theo lẽ nó phải mời tôi đó, mà thôi kệ, chắc nó không thấy tôi, giận chi. Chân đế ra cái hết khổ hết buồn. Mà hãy chân đế mà có mặt được vậy, nó ôm được cái tục đế mà mình expect, mình nghĩ là nó, họ phải mời mình. Mà mình có chân đế, mình ứng dụng ra rồi thì sống nhẹ nhàng là thấy niết bàn, phải không? Hồi nãy mà nói đó, trong kinh Đức Phật nói, nếu mà người nào không có sống cuộc đời này mà không nương vô tục đế, mình phải nương tục đế, phải không? Nương tục đế mà sống để thấy được chân đế. Mà người không thấy được chân đế thì người đó không thể tới được niết bàn, không có được niết bàn. Thì niết bàn là gì? Là niềm vui. Niết bàn là niềm vui, còn chân đế là những cái nhìn thấu triệt. Còn tục đế là những cái chúng ta nương trong cuộc sống mà sống. Đại chúng nhớ phải thôi. Mà cuộc đời này á, nếu mà nói theo gọi là tứ đế của Đức, hồi nãy là hồi nãy hai cái mà nói nãy giờ đó là mới có nhị đế à. Nhị đế là tục đế và chân đế. Chân đế nó còn được gọi là đệ nhất đế hay là thánh đế. Bởi vì sao? Bởi vì chính cái lẽ thật đó nó mới làm cho mình thoát ly dính mắc chấp trước, vượt khổ đạo. Mà con người mình sở dĩ khổ là vì sao? Vì chấp thôi. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Thật ra con người nếu nói cho cùng á, là chúng ta vô ngã, không có mình, không có thật. Thế nên mình ví dụ mình nói ha, cái điều đó tôi biết, cái chữ tôi biết là mình nói là mình biết đúng không? Nhưng mà suy cho cùng cái biết đó ai cho mình? Toàn là gom của người khác, lượm lặt của người khác, bỏ vô cái bản thân mình, cái đầu mình để gọi là tôi biết. Thành thử đến nói cho cùng, cái biết của mình là lo lượm chứ có gì của mình đâu. À, không có của mình thì làm gì? Mình còn không có thì làm gì cái có của mình? À, mà thấy được vậy gọi là vô ngã. Ví dụ như người ta nói, cái đứa đó là vợ tôi, chồng tôi, thiệt không? Thật vậy không? Nói vậy thôi, chứ ly dị rồi đâu còn của tôi nữa. Mà trước khi cái người đó là của mình thì đâu phải của mình. Vậy thì trong thời gian ở của mình là tục đế thôi. Mà nếu ngày nào một là người đó qua đời, hai là không còn thương nữa, cái tự nhiên cái của mình giờ nó không phải là của mình nữa. Vậy thì cái, rồi quý vị thấy tiền á, dặm túi mình là của mình phải không? Đi ra chợ mua đó 5 đồng, móc 5 đồng đó ra đưa thì có phải của mình đó không? Không. Vậy thì cuộc đời này cái gì mà chúng ta gọi là của mình đó, là chúng ta gọi theo tục đế đó. Còn chân đế là không có cái gì của mình hết. Ngay cái thân này kêu là của mình chứ thiệt sự chẳng có của mình. Nghĩ cho cùng có của mình gì đâu. Rồi bây giờ thí dụ mình tắt thở, mình nằm chết là của mình nữa không? Của nhà hoàng. Lúc sống giành dữ lắm, mà tới hồi nằm thư ra đó em đi lẹ lẹ. Thậm chí mà Lúc mà khổ, lúc mà thương, nhìn đắm đuối. Tới hồi mà nằm giường kêu ổng mất rồi, thôi thôi tôi sợ lắm, tôi không dám nhìn đâu. Có nhiều người đâu có dám vô nhìn. Rồi có nhiều người đi đám tang rồi bất đắc dĩ bạn bè thân thiết phải đi, chứ đi vô nhắm mắt đi ngang nhìn vậy thôi, chứ tưởng đâu lên có nhìn, chứ thiệt sự đi tới đó xuống cuối cuối vậy này. Tưởng đâu mình thành kính lắm không, mà thiệt sự đang sợ đó. Rồi quý vị thấy cái thân này mà để vô trong lò thiêu, đem ra 6 tiếng sau còn gì của mình không? Không có gì của mình hết. Chứ bây giờ mình nghĩ cho cùng, từ tóc, tai, răng, móng, bản thân mình đây chẳng của mình, mà ngay cả những người thân xung quanh mình cũng không có gì của mình hết.
Ví dụ như mình có đứa con gái và con tôi, nhưng mà một khi mà nó gả qua cho gia đình người khác á, thì người ta kêu là con già đó chứ đâu phải của mình. Trong cái đầu mình có đang nghĩ giờ là nữ sanh ngoại tộc, con gái là con nhà người khác, tại nó đâu có sống với mình. Mình sanh nó ra, mình nuôi nó lớn để mình cho nó làm vợ, làm dâu gia đình người khác, thì mình đã sống theo cái phong tục đó rồi, là nữ sanh ngoại tộc. Thậm chí người ta còn bày theo cái tục là con gái mà đã có chồng rồi mà nửa cha mẹ ruột mà chết mà về nhà mà để tang là đổi cái khăn là phải phủ mặt xuống chứ không cho kéo bẻ cái miếng tang đó lên. Ý nghĩa là gì? Ý nghĩa là tôi rất là xấu hổ làm con mà không nuôi được cha mẹ, cho nên tôi xấu hổ. Bây giờ cha mẹ chết tôi mới về tôi để tang, tôi xấu hổ lắm, tôi phải che mặt lại. Hồi xưa mai cái mấn mà cái khăn á, chùm lên đầu người con gái là phải phủ cái mặt xuống. Nhưng mà nếu người con dâu á, bẻ lên để tượng trưng là tôi rất là hãnh diện, tôi là con của người khác mà tôi về tôi cung phụng cho cái gia đình này. Tục đế hết, ai biết mình là ai đâu, nhưng mà bẻ cái đó lên kêu dâu, phủ cái đó xuống kêu con gái, vậy thôi. Rồi hãy đứa nào mà chấm cái chấm đỏ kêu cháu ngoại, chấm xanh là kêu cháu nội, chấm vàng là kêu cháu chắc, mà chấm nào cũng chết chắc. Phong tục mà, lục đế phải không? Và chân đế mà nhìn lại gì? Tạm hết cái khăn nóng nói lên gì hết á. Nhưng mà không có không được, phải không? Không có không được. Thật sự bây giờ mình có để tăng 3 năm mà mình không có lòng thì 3 năm đó cũng thế thôi. Nhưng mà phong tục 3 năm, rồi giờ qua đây tục xuống cái còn 49 ngày. Còn có nhiều người còn lẹ nữa chứ, vừa hạ nguyệt xuống kìa, lột dục xuống luôn, xong. Rồi nếu mình nhìn vô cái phong tục, đâu có được, phải để tăng đủ 49 ngày. Ít nhất, vì cái đó là phong tục. Còn chân đế mà nhìn á, tâm tan mới quan trọng. Cái tâm tan mới quan trọng, còn cái tan gì là hình tượng. Nhưng mà không có không được, vì đó là phong tục. Mình là người Việt Nam, người Trung Hoa, ăn cơm bằng đũa, cho nên cúng phải có để đôi đũa lên đó. Nhưng mà không lẽ người Ấn Độ đưa đũa hả chi? Ấn Độ ông bóc mà. Ông lẽ giờ cúng như người Ấn Độ cũng đem ba đôi đũa lên để. Mà nếu có để cũng không sao, vì phong tục. Mình ăn gì cúng đây. Đa số là cúng toàn mấy món mình thích. Cúng dỗ kêu cúng cho má cho ba chứ nhìn bàn thờ này năm thích nè, bảy thích nè, thì chồng tôi thích nè, con tôi thích nè, chứ không có ông bà thích món gì chứ. Đi chợ mua một cái nải chuối rất là xanh đẹp, đem về để bằng Phật mà hãy chín cái là đem xuống liền, mà thậm chí mà tụng kinh mà còn rình nữa, coi trái nào chín. Tụng kinh mà ngó, nhất là lúc mà niệm Phật á, niệm Phật là khỏi cần phải nhìn chữ, nhìn kinh phải không? Nam mô di đà Phật, Nam mô di đà Phật, Nam mô a di đà bà dạ. Vừa dứt kinh cái trái này chín à. Tại sao mình biến cái bàn thờ như cái chỗ để vú trái cây cho mình vậy? Bây giờ ngay cả mình đem bàn thờ trái cây tục đế, bình hoa tục đế, chè xôi quý vị cũng tục đế. Phật Ấn Độ đâu biết ăn xôi, nhưng mà tại vì mình Phật sống với mình mấy chục năm rồi, giờ biết hết. Nhất là hễ sống chùa Huế là ăn bánh, ăn bánh bồng lọc. Mà Phật của mình là sướng lắm, ở chùa nào là ăn món đó chết bỏ. Ở chùa Huế ăn bún bò Huế, ăn bánh bồng lọc, ăn bánh nậm, vả trộn, mít trộn. Ở chùa Nam là ăn kiểm múc mùa. Vậy thì quý vị thấy không? Phóng tục quá. Vậy thì có mình bây giờ mình nghĩ rằng hằng ngày chúng ta sống,
Thì bây giờ nếu chúng ta hiểu tất cả chúng ta đang làm ở cuộc đời này là tục đế, và chân đế là tất cả chỉ là nương phương tiện là tạm có, lấy cái đó ra ôm được cái tục đế thì nó có hụt chút, nó thiếu chút, không có khổ, không có chấp. Mà người được như vậy là diệu đế. Diệu đế là danh từ chung. Anh sống được với cái lẽ thật màu nhiệm. Lẽ thật màu nhiệm là gì? Cuộc đời này lúc nào cũng phải cả hai. Chiếc nhẫn nó không nói lên gì hết. Nhưng mà nếu đám cưới có chiếc nhẫn để xác định anh là chồng là vợ, chiếc nhẫn đó nó chính là cái mốc để nó giữ người đó lại, để biết anh bây giờ là chồng là vợ, sống đúng cái đạo lý của vợ chồng. Thế thôi. Áo này đâu làm nên ông thầy. Nhưng mà ông thầy có chiếc áo để ông giữ ông thầy lại. Ổng có cái áo te rẹt. Mười miền Nam là te rẹt là đi ta bà. Nhưng mà nhờ có chiếc áo cho nên giữ đi đứng cho khoan thai cho đàng hoàng. Phải không? Chiếc áo nó không nói lên được. Nhưng nhờ cái đó giữ được cái hình tướng của người tốt. Bây giờ ví dụ như hồi trước ở đây có thể không phải là cái chùa. Bây giờ quý vị mang chuông, mang mỏ, con đồ lên thì quý vị là cái chùa. Thì cái hình ảnh chùa này là tục đế. Mình theo cái phong tục là chùa phải có mỏ, có chuông, có kinh, có Phật, có khánh, có vậy đó. Đó là mình tục đế. Nhưng mà tại vì mình là người Việt Nam, mình tụng kinh cái kiểu của mình là vậy. Nhưng mà hãy người Hàn Quốc kiểu của họ khác, người Tây Tạng kiểu của họ khác. Họ theo cái phong tục và cái phong cách của cái quốc gia họ. Không lẽ bây giờ mình sống bằng 100% của người Việt, mình tới chùa Hàn Quốc hay chùa Nhật Bản mình nói ở đây sai sao? Mình phải cái chân đế là mình phải nhận ra rằng tục đế của mỗi nước mỗi khác. Và cái chân đế chỉ là biểu tượng, chân đế là mình biểu lộ, mình nhận cái đó. Và cái người mà sống được với chân đế mà lấy thấy chân đế như vậy, như hồi nãy Pháp Hòa dẫn một câu vậy đó. Và vì sao mình nói được cái đó? Tại vì mình nhớ rằng định nghĩa của chữ tục: một là giả, hai là duyên. Tất cả là giả, hai tất cả là do duyên. Cái thứ ba là gì? Ngôn ngữ hí luận. Pháp Hòa ví dụ, mình đến một cái đám tang, đứng lên mình chia buồn. Đó là ngôn ngữ phong tục thế gian. Không ai mà đứng lên đám tang mà nói: dạ hôm nay tôi đại diện cho toàn thể chúc mừng anh chị tiễn được ông lên đường. Không ai nói gì hết đó. Vì cái phong tục xưa nay là đến là phải chia buồn. Đám tang là chia buồn, mẹ đám cưới là chia vui, còn không là chung vui. Ai mà chia mà nhận vui, ai dám chia? Mà buồn ta chia mình, ai dám nhận? Chờ này, phải không? Mình tùy thuận phong tục mình nói thôi mà. Nó là tôi chia buồn với gia đình. Thử ta nói: dạ dạ chị đợi để tôi vô tôi bưng ra. Thậm chí có nhiều người còn sợ xui đến mức độ là đi đám tang xong còn ra công viên kìa, đậu xe vô đó để đánh lạc hướng con ma đó. Sợ con ma nó đi theo mình về nhà đó. Phải không? Có nhiều người sợ vậy đó. Đi đám tang về là phải đi vòng vòng đâu á, quẹo tới quẹo lui, hỏi làm gì đi gì kia vậy, đánh lạc hướng mà. Vậy mà đến đám tang người ta xin chia không à? Rồi bây giờ mình nói thì Pháp Hòa thương với đại chúng như vậy á, để cho chúng ta là người sống ở đời và chúng ta biết rằng chúng ta đến với đạo Phật không phải là chúng ta đến chỉ thuần túy là tin Phật. Tin là phải có, nhưng mà không phải tin Phật là thần thánh, mà phải tin rằng Phật là bậc thầy giác ngộ tỉnh thức, và lời dạy của Ngài sẽ dẫn mình đến tỉnh thức giác ngộ. Cái đó mới là tin Phật. Tin chứ, sống mà không tin sao được, tu mà không tin được. Tin Phật, nhưng mà không phải tin Phật là thánh thần ban phước, mà tin Phật cho mình được đạo lý để sống. Và cái đạo lý mà Phật trao truyền cho mình là gì?
tục đế, chánh đế. Mà người nào mà nương tựa được, dung thông được cả hai thì người đó có niềm vui, có niết bàn, có an lạc. Cho nên nhà Phật có cái từ là nhị đế dung thông. Nhị đế dung thông là dung nạp cả hai một cách viên thông, không trở ngại. Vừa rồi Pháp Hòa đi giảng ở Denver tuần rồi, thì có buổi chiều thì có nói chuyện với các một số các em trẻ. Thì có một em mới giơ tay lên hỏi Pháp Hòa là khi mình truyền bá đạo Phật cho các em trẻ, mình có cần nói tiếng Anh không, hay là mình cần nên giữ tiếng Việt? Pháp Hòa nói ví dụ em muốn giữ tiếng Việt, điều đó tốt, nhưng em nói tràn gian đại hải mà cái người nghe em không hiểu gì hết thì nó có lợi ích gì không? Bây giờ trước hết mình phải chân đế nè, là mình phải nhận ra một điều rằng con cháu của mình nó sanh ở đâu? Sanh ở nước Mỹ. Và cái tiếng mà thông dụng của nó nhất, cái tiếng nó dễ hiểu nhất là tiếng gì? Tiếng Mỹ. Tục chân đế phải không? Rồi bây giờ chân đế của mình nè, mục đích của anh nói pháp để làm gì? Là mong cho nó nghe. Mà nếu mà anh mong cho nó nghe là chân đế phải không, mà nó không hiểu ngôn ngữ của anh nói thì nó, anh nói gì? Vậy thì anh phải tục đế, là anh phải học ngôn ngữ của nó để anh truyền đạt cho nó. Vậy thì truyền đạt cho nó là tục đế, mà nó bằng là ngôn ngữ, bằng nó hiểu, mà nó hiểu được điều mình nói là chân đế. Mà nó hiểu mình nói, nó sống với mình, nó vui vẻ, mà mình cũng vui vẻ, là cả hai có niết niết bàn. Bây giờ mình nói theo kiểu Việt Nam, nó không có hiểu mình nói gì hết trơn, rồi nó cứ trơ trơ ra. Cái bắt đầu mình nói thằng này coi gì mà nó lì lắm nha. Nó có hiểu mình nói gì đâu mà nó lì. Như vậy là mình nói nó lì chưa chắc nó đã lì, là tại nó không hiểu mình nói cái gì thôi. Cho nên nó ngồi y ra đó, nó không làm gì hết. Thì theo cái nghĩ của mình á, đứa nào mình nói mà nó vẫn không làm gì hết là mình cho nó là lì. Thử bây giờ mình bữa nào mình kêu nó ai đó nói cho nó nghe, dịch cho nó hết coi. Trời, nó làm răm rắp lên trời, bữa nào sao này nó ngoan dữ vậy ta? Bởi ta nói mà nó nghe lời người ngoài không à. Người, tự nhiên người ngoài nói được tiếng của nó. Quý vị thấy không? Mà bây giờ ví dụ bây giờ mình không nói được mà người ngoài nói được, điều đó tốt không? Cũng tốt thôi. Thì mình phải nhận cái chân đế, người ngoài cũng là tục đế. Quan trọng là diệu đế, là giữa mình với nó có dung thông. Đấy, mình qua nước ngoài là nước Mỹ nè, kiểu của mình là kiểu Việt Nam, mà mình dung thông được cả hai. Giống như mình nấu spaghetti xong y hệt như người Mỹ nấu vậy đó, cũng là bỏ đủ gia vị xong cho vô muỗng nước mắm, cái nồi spaghetti khác liền. Dung thông. Vậy thì thưa đại chúng, khi mà mình đặt một cái chữ là Phật nói là tứ diệu đế, là khổ, là nguyên nhân của khổ, là sự vắng mặt của khổ, là con đường hết khổ. Đó là tứ diệu đế. Mà bây giờ khổ, khổ với cái nhìn tục đế là sanh nè, già nè, bệnh nè, chết nè. Đó là những lẽ thật của đời đó. Thật ra sanh già bệnh chết nó đang diễn tiến với cuộc sống của chúng ta mỗi ngày đây. Nhưng mà nếu chúng ta nhận ra được mọi việc nó đà như vậy, cái là không khổ. Mặc dù khổ là khổ đế, là sanh già bệnh chết sự thật, nhưng mình có đạo đế. Đạo đế là gì? Là cái chánh kiến về những cái sanh già bệnh chết. Sống ở đời, đã có sống là phải có già, có bệnh, có chết. Lấy đạo đế ôm được cái khổ đế là sanh già bệnh chết. Rồi đó là bốn cái khổ của thân nha. Bây giờ bốn cái khổ của tâm nè: cầu muốn mà không được, thương yêu mà xa lìa, thù ghét mà cứ phải gặp. Cái thân này ngũ uẩn, sắc thọ tưởng hành ngũ uẩn, nó thịnh nó suy, nó nóng nó lạnh, điều rang. Đó là bốn khổ của tâm lý. Mà nguyên nhân là mình khổ là vì mình không nhận được sự thật đời là thế.
Còn nếu mà đạo đế cho mình cái nhìn là phải có chánh kiến về cái đó. Tại sao anh ghét người ta? Tại người ta là anh, người ta làm anh không đúng ý phải không? Vậy thì đâu phải người ta làm trật đâu. Tại không anh không đúng ý với cái người ta làm thì anh ghét, chứ không chưa chắc người ta đã trật. Chưa chắc người ta đã trật. Như cái gì mà mình không đồng ý thì mình ghét à? Vậy thì cái già đâu có khổ. Cái già không có khổ. Mà tại mình không thích già, mình sợ già. Cái sợ già nó mới làm mình khổ. Vì già là một lẽ thật. Còn nếu nói cho đúng hơn nữa là già ở xứ Mỹ đâu có khổ, tại chính phủ nuôi. Mỗi tháng được lương của chính phủ phát, được ở senior home. Đó, người già ở Mỹ nếu mà nói cho cùng là già rất sướng. Có điều là chính phủ người ta cho tiền đủ mình sống chứ không dư. Tại sao người Việt Nam mà không dư tiền là khổ? Tại vì mình có cái tật là hay giữ gìn để cho con cháu khổ. Chứ nếu người Mỹ là không khổ. Vậy thì cái đủ tiền đó, chính phủ cho ít tiền tại mình nói thôi chứ không ít, đủ. Nhưng mà vì cách sống của mình lúc nào cũng phải để tiền dằn túi, nhét ở dưới gối nằm, tối ngủ được lấy là đếm cái, hít hung cái khỏe. Tiền là sức khỏe của tuổi già, là cái đà danh vọng, là cái lọng gia thân. Chứ người Mỹ họ thoải mái vô cùng. Cho nên người Mỹ thì họ mỗi tháng tiền vô trong cái account của họ, rồi họ chi ra hết cho tất cả, họ enjoy. Còn mình là tại vì mình cứ nghĩ là vì mình sống trong cái hoàn cảnh khó từ nhỏ rồi, cho nên lúc nào cũng phải để dành. Đứa nào đã tới cho chút chút, vậy mình mới cảm thấy là mình là bậc cha mẹ đúng nghĩa. Thật là kiểu của mình. Tại vì mình sống bằng cái kiểu của mình mới khổ. Cho nên nguyên nhân của khổ là vì chúng ta không nhận. Mà chúng ta nhận ra được rồi thì hết khổ. Và con đường giúp cho nó hết khổ là gì? Có một cái thấy đúng về các pháp, gọi là chánh kiến. Có một cái suy nghĩ đúng về mọi việc. Mình đang ở đâu? Mình đang ở đâu? Mình làm gì? Thành thử ra cuộc sống này trở nên rất là diệu đế, vì chúng ta biết thấu triệt quán nhìn hết. Ví dụ cái cô đó cũng muốn nấu nồi phở. Rồi nấu làm sao? Hồi nấu ra phở, ra hủ tiếu. Cũng có sao đâu. Cũng có sao đâu. Hủ bình thường cũng ăn hủ tiếu mà. Mà tại vì người ta tuyên bố nấu phở, cái đầu mình nghĩ là phở phải mùi này, mùi này, mùi này vậy nè. Cái mà ra ăn hồi không đúng cái mùi của mình, cái mình chịu khổ. Và cái người mà người ta không thích cái mùi nó nặng hơn, người ta nói tôi thích nấu vậy vừa nè, thấy không? Thì nó đòi phở đó cũng là chân lý thôi. Tùy theo mỗi cái nhìn của mỗi người. Vì mình nhấn ra được vậy là diệu đế. Đế là lẽ thật, là chân lý, là the truth. Diệu là vi diệu, wonderful. So once you can see everything as they are, you're free from all your attachment. Once you free your attachment, you attain nirvana. Buddhism called nirvana. Nirvana means the absence of negatives. Whenever you have no negative feeling in your heart, in your mind, you live in nirvana. So you don't have to wait until you die to go there. You can attain nirvana right here in the present moment. Niết bàn cực lạc là ngay khi chúng ta nhận lấy được cái chân đế, ôm được tục đế. Hồi nhỏ đó Pháp Hòa được giao cho cái nhiệm vụ thỉnh chuông. Ai mà tới chùa lễ Phật bon lại cúp một cái ngồi dậy. Vẫn làm ý nha. Con bà cụ đó, bà vô cái bà bon cúp cái, bà đứng dậy bà chỉ mặt. Chú hổn nha, chú dám gõ đầu tôi. Thấy không? Tại sao? Tại vì bà cụ đó nghĩ rằng mình đang đánh trên đầu bà. Nhưng mà mình được học là người ta lại xuống, rồi mình nhập vô cái chuông để người ta nghe cái tiếng nhập. Đó là một cái signal, một cái báo động để người ta đứng dậy, cho nó trang nghiêm, đúng bài bản.
Nhưng mà với cái nhìn của bà đó là mình là hồn. Thì bây giờ mình thông cảm được bà cụ đó, không có giận. Còn nếu mà mình bực bỏ đó, mình nói bà lộn xộn, tôi được giao thế này thế kia. Cho nên mọi việc, và đại chúng thấy cái gì chúng ta đang làm trong cuộc đời này cũng đều là tục đế. Chúng ta lấy cục đất, cục xi măng, cục gỗ vậy đó đục đẽo ra. Hồi nãy dưới thạc cục gỗ mình chẳng có là gì hết, tới hồi đục đẽo xong thành ông Phật đem bàn thờ lại hy hùng, lại ngày đêm, mà thậm chí nói chuyện với cục gỗ đó luôn. Mà trước kia là do mình bỏ tiền ra mới có cục gỗ Phật này nè, phải không? Thành thử ra cái đó là một cái phương tiện. Cuộc sống của chúng ta cái gì cũng phải có biểu tượng. Có một em nó đặt một câu hỏi với Pháp Hòa cũng tuần rồi, nó nói tại sao phải lại tượng Phật? Tượng Phật là cái tượng thôi mà. Thì Pháp Hòa mới hỏi ngược chị, tại sao em chào cờ Hoa Kỳ? Lá cờ Hoa Kỳ là tấm vải thôi mà. Như vậy thì cái lá cờ đó, tấm vải đó tượng trưng cho một quốc gia thì mình chào. Tại sao đất nước này làm bao nhiêu tượng để mà gọi là kỷ niệm các ông này ông nọ? Mỗi tỉnh, mỗi tiểu bang đều có những cái người mà người ta đã làm, đã đóng góp cho tiểu bang đó, cho nên người ta hay tổ chức những cái nơi chốn. Thì Phật cũng vậy thôi. Mà Phật không có biểu mình làm đâu, tự mình muốn làm mà. Mình muốn biểu Phật ngồi kiểu nào Phật ngồi kiểu đó. Đó, chẳng hạn như chiều Diệu Đế Bông Sen có cái dòng chạy vòng vòng vậy đó, địa điện phải không? Đó, mấy chùa kia đâu có. Đâu, chùa kia không có. Mấy chùa kia Phật ngồi không có sẹt sẹt lửa như đó. Thật ra Phật ngồi trên Phật cũng chịu à. You do what you want, I enjoy. Quý vị hiểu được tục đế không? Hiểu được chân đế không? Và hiểu được diệu đế chưa? Mình nhớ là mình sống ở thế gian nương tục đế, vì tan vậy mình vậy. Thí dụ người ta đến đây ta làm vậy mình không thích, mình cũng phải tùy thuận, vì cái đó là mọi người như vậy, mình là như vậy. Và chân đế nào làm cho mình dễ chịu, mình đến đâu mình phải theo đó, mình không có thể tự ý mình sống theo ý mình. Đó, lấy chút xíu chân đế đó ra, hội nhập được cái tục đế, sống nhẹ nhàng. Mà sống nhẹ nhàng thì đâu có chọc ai phiền khổ gì đâu. Không, tôi cũng khen, tôi vậy đó. Thì anh vậy thì người ta cũng cho anh ra gốc, vậy luôn. Mình sao, mình tạo nhân sao, thì cái quả mình sẽ gặp như vậy. Tại vì mình thích xì lô một mình, thì người ta sẽ cho mình một mình xì lô. Còn mình hỏi nhâm thì nó khác. Cho nên tại sao chúng ta tụng nè, tự quy y tăng, cầu cho chúng sanh thống lý đại chúng, hết thảy không ngại, đúng không? Mình hay đọc câu đó mỗi thời kinh, đúng không? Vậy thì bây giờ mình đặt cho mình một câu hỏi là khi mình đến đó, mình đã thông, mình đã hội nhập được với đại chúng chưa để đến nhất thiết vô ngại? Là do mình. Cho nên tăng là một đoàn thể hội hòa hợp, vui vẻ, thanh tịnh. Bây giờ mình đến đó mình không hội nhập, nghĩa là mình đã làm nghịch đi rồi, thì làm sao tới cái chỗ nhất thiết không ngại được, không có một cái gì trở ngại hết. Người ta nói, ủa sao mọi người ở đây mà có người kia ra gốc cây? Thì đó, nó trở ngại rồi. Và đôi khi mình một mình mà làm cả cái không khí mất vui, thấy không? Mà nếu mình hội nhập được, mình là cái nhỏ, đại chúng mới là cái lớn, thì mình tự nhiên nhập được với đại chúng tới cái chỗ không trở ngại. Bây giờ ví dụ mình đang nấu ăn vậy đó, nấu cho một cái đại lễ, ai đó chọc mình bực tức lên, mình bỏ mình đi về, có phải là mình đã bị trở ngại không? Bây giờ tôi vượt qua được cái này, vì lễ hôm nay mới là chính, người đó chỉ là một, và cá nhân tôi là một, cục giận của tôi chỉ là một. Không lẽ bây giờ cả ngàn niềm vui hạnh phúc của đại chúng không ôm ấp được một cục giận của mình sao? Một sự thanh lương của đại chúng, 100 người thanh lương, không lẽ không đủ nước để dập tắt cái ngọn lửa phiền não của mình sao? Mình sống được. Hôm nay á, tôi giận cái bà đó lắm, tôi sắp sửa đi về đó.
Nhưng mà tôi thấy tát bà tát bà. Chú Đại Bi có câu đó đó, tát bà nghĩa là vì đại chúng, vì việc chung. Cho nên mỗi câu thần chú của Đại Bi nó có nghĩa để mình tu hết đó. Và trong cái chữ tát bà nó có nghĩa là vì cái chung, vì cái chung. Thì vì cái chung thì tôi không vì cái riêng mà tôi giận. Nếu mà tôi bỏ tôi giận là vì tôi cái ngã gì, cái ngã tôi chứ không phải vì đại chúng. Tôi vì đại chúng được, tôi ở tôi làm được, tôi vươn được cái đó. Hôm nay tôi sống được với diệu đế. Lẽ ra bà đã nói vậy tôi giận đó, tôi giận vậy là đúng rồi, tục đế mà. Chị coi đó, nó chửi tôi vậy mà tôi nín được không? Đó là tục đế, tôi giận đó là chuyện bình thường. Đúng rồi, nó nói vậy bà giận là đúng. Nhưng bà vẫn ở lại bà làm, là bà mới là chân đế. Và nói cách khác hơn, bà vẫn là diệu, diệu đế. Còn nếu mình đi theo cái tục đó thì có đâu có sao, nhưng mà khổ lụy. Thấy không? Thành nữ Đức Phật là người giác ngộ. Đức Phật thấy cái tục đế. Nếu Đức Phật ra đời mà Đức Phật nói thuần chân đế, mình nhận không nổi đâu. Mình nhận không nói đâu. Ví dụ bây giờ quý vị vô, quý vị thật đấy, phải minh tâm kiến tánh, ngồi thiền ngày sáu giác, lần hai tiếng, chắc một thuyền thôi là chìm thuyền. Sống sao nói. Để bây giờ phải cho, bây giờ phải cho ngồi thiền 30 phút, rồi đứng dậy sơ bóp đi vòng vòng, bác nghe kinh buổi, vô cho ăn chập, ăn xong rồi sợ buồn ngủ cho đi vòng vòng cho tiêu cơm, xong rồi vô tụng kinh, xong ra ăn chập, nghĩa là tu ăn, tu ăn vậy. Anh tu ngày 3 cử, anh ăn đủ 3 cử. Đó. Rồi sợ anh ăn no rồi nghĩa là no căng da bụng trùng da mắt, cho anh nghỉ trưa một chút. Đó. Rồi sợ anh thấy sao chùa này nghèo quá, không có cà phê cà pháo gì, làm bàn cà phê cho anh uống nữa. Uống cà phê là tôi chiều anh đó nha. Chứ lẽ là anh tu không có được nghiền à. Nhưng mà tại anh nghiền quá tôi tùy để anh tu. Nếu mà vì ly cà phê mà anh bỏ anh đi tu thì tôi mất chân đế. Tôi chiều anh ly cà phê đó. Vì ly cà phê mà anh ở chùa anh tu được thôi kệ. Để quý vị thấy không, cuộc sống này là tục đế chân đế nó tương duyên với nhau. Mà người nào sống được như vậy là sống với diệu, diệu đế. Biết hết tất cả cái gì nó đang có ra, biết hết, đây là tục đế. Nhưng mà Đức Phật là người giác ngộ, và Đức Phật không thể nào nói chân đế liền cho mình nghe được. Mình không có nhận nổi đâu, mình không nói đâu. Cho nên rồi các ngài mới phương tiện. Ví dụ như lẽ ra, thí dụ như bây giờ nói tu đi, không có chức, không có gì hết. Nhưng mà nếu mà không có như vậy thì người ta không có sanh tâm kính trọng những người lớn. Biết các pháp là bình đẳng, nhưng không không thể nói bình đẳng rồi không có thứ lớp. Nó phải khác chứ. Thí dụ giờ Pháp Hòa nói nè, tất cả mọi người ở đây đều là con người hết, đó là bình đẳng, đều là máu đỏ nước mắt mặn. Nhưng mình phải có thứ lớp. Quý bác nó lớn tuổi, mình phải kính trọng như cha mẹ ông bà. Hai vị này như cô chú, mình xây qua đây dạ con chào cô chú. Hai người này như anh chị, thấy không? Thành thử gọi anh chị, chú bác, cô gì là gì, chúng ta nhận ra cái nét mặt, cái tuổi tác, chúng ta tùy thuận thế gian chúng ta gọi vậy. Nhưng cái đó là chân lý thôi. Vì nó phải như vậy thì cuộc sống nó mới đều đặn, nó quân bình với nhau. Còn nếu mà chân đế mà nói tất cả đều bình đẳng, già trẻ gái trai lớn bé gì giống nhau, thì nói như vậy thì nó không có thứ lớp trời. Bình đẳng là bình đẳng đó, nhưng mà rồi nó loạn lên. Thành thử nói chân đế mà không nương tục đế cũng không được. Mà tục đế mà không có chân đế là càng làm càng khổ, gì không thoát được. Cho nên nhị đế dung, dung thọng. Chuông, mỏ, Phật, trái cây, cái gì hai hai, dung thọng. Quý vị biết không, quý thầy mà xếp cái y rồi vậy, xếp ngay ngắn rồi gấp đôi y lại, gấp đôi lại, gấp đôi lại, lúc nào cũng nhị đế dung thông. Nội cái xếp y của người tu thôi, cũng nhắc nhở người tu phải nhị đế dung thông. Mà mình muốn hành đạo thì mình phải có được cái đó. Mình sống, muốn sống cuộc đời an lạc phải làm được điều đó. Còn không thì mình sẽ rất khổ.
Thôi Pháp Hòa có vài lời chia sẻ với đại chúng, thì mong đại chúng bây giờ hiểu được ý nghĩa của chữ diệu đế và ứng dụng diệu đế như thế nào trong cuộc sống này. Mà thật tình mà nói, cuộc sống của chúng ta không ngoài hai cái này, phải không? Nếu mà không có hai, dung thông được hai cái này thì mình rất là khổ. Bây giờ Pháp Hòa nói tiếng Anh, ví dụ như là cái tục đế là gì? Là relative truth. Cái chân đế là absolute truth. Whatever you do, just a relative. You have to do it, but in the deep, you can recognize what is the absolute. For example, when we see each other, we greeting to each other, is the relative truth, because in this life, the polite way is greeting each other. But deep inside is you have the absolute truth, is the respect. Sometimes you do it in a form of greeting, but inside you don't respect that person. It's no meaning. But in the relative, people still recognize you respect them by the greeting. So if you can use the relative truth and use the absolute truth to embrace the relative truth, and you're free from all attachment. And that is the meaning of this temple's name, Wonderful Truth. And what are the truths? Relative truth, absolute truth. We eat is a relative truth. We satisfy our hunger and keep our life is the absolute truth. And because the relative truth, that's why no matter what you eat, as long as you satisfy your hunger, you're hungry, and then you can keep your life. And this is the main thing. For example, if one day you back home, you say, "Mom, I'm hungry." Your mom doesn't have much food. Whatever she offer you, just to keep you overcome your hungry, you take it. Because the absolute truth is to make you feel better. The relative is no matter what kind, as long as that the food you can take, it doesn't bring you sickness. So if you can see by the two practicing, relative truth and absolute truth, you are free from all kind of attachment. This brown robe cannot turn you into a monastic. But because of this, if this brown robe can keep you as a good monastic. So this is a piece of fabric, as a robe only. But without this robe, you may call me some Mr. whatever, but with this robe, you call me Thai. So this relative truth is the robe, but make you become a good a practitioner, a true practitioner, a true monastic. That is the relative truth. You get a mayor of a wedding ceremony, relative truth. The absolute truth is you love each other and keep your relationship, keep your commitments. The wedding ceremony, nothing. But the wedding rings in your finger symbolize for your marriage. And because of that ring, keep you in the shape of the family as a spouses. Thì hai cái đế đó, tục đế tiếng Anh gọi là relative truth. Chân đế tiếng Anh là absolute truth. Và cuộc sống này đều phải ứng dụng như vậy. Chúc đại chúng khỏe. Quý vị mệt chưa? Có câu hỏi gì không? Có ai có câu hỏi không? Không có là hết show á. Chúng ta thấy bà già có những gì thắc mắc thì nên như vậy thì có thể giải đáp những cái thắc mắc của mình. Và thầy như vậy là mọi người thông hết rồi. Dạ. Ok. You can ask in English. So how do you embrace change? What kind of change? Let's say like changes
Thank you for your good question. Câu hỏi của em là làm sao mình có thể ôm ấp được những cái thay đổi trong cuộc sống, và đặc biệt là những cái thay đổi mình không muốn. In our daily life, there are things that we like, things we never like. But remember, something you don't like doesn't mean they never come to you. Something you like doesn't mean they will come to you. Something is totally opposite, right? In this kind of situation, you can reflect. First is about your merits, your good deeds that you have. Or this is something you can reflect at a challenge. Because this is part of life. Negative are part of life. We cannot only accept the positive and forgot about the negative. For example, why the Buddha sit on the lotus? Actually, the Buddha doesn't sit on any lotus. But when we portray the Buddha, we always make the Buddha sit on the lotus, walk on the lotus. Because the lotus is a flower that must grow in the mud. Without the mud, we never have lotus. It symbolizes for the one who lives in this entire world, but we do not influence by the mud. You live in these negative environments, but you do not influence by this environment. You are the lotus. And again, if we have no mud, the flower of the lotus cannot grow. So you don't have problems, negatives. You never grow up. You never get sick. You never get sick. You never appreciate when you are no sick. It's a good day. So it's good that sometimes we have something negative, because that always gives us a better appreciation when we have a better situation. And remember that the medications have the capacity to heal us. And if we know that all kind of teachings, just similar to medication, they have the capacity to help us to overcome our sickness. So first of all, you have to accept you cannot run away from negatives. Secondly, if you know what's wrong with you, you can find the right way to help that. For example, you have toothache, you find something to help for your toothache. You have headache, you find something that help for your headache. Not the point is you sit there and complain whether you have what kind of problems. The problem, the practice is you know what's going on, you're looking for the right treatment, so it helps you to overcome. But do not try to run away, do not try to refuse, because you cannot, because this is part of life. Example, if you go to school, you cannot tell your teacher, even now you're in grade 10, but you tell your teacher, "Teacher, I only want grade 5 math. Do not give me any other math. I cannot do it." No, you have to take the math the same as your age. You in grade 8, you take grade 8 math. You grade 10, you will do grade 10 math. Life will upgrade. Problems will upgrade compared to your age. And the practicing here is you have the medications how to help everything to overcome. Just sickness. You cannot run away from sickness. But once you know what kind of sickness, then you have the treatment. That's all we can do. But what if you don't have the medication to your problems? You have looking for. You cannot sit in there. What if you can't find it? You can find it. If you find the right teacher, remember, just because we do not meet
the point or to see that person to help us yet. But there is medication. Okay? But and beside that, you also, you know, try your best. Let's say a tiger, a lion in the forest, in the wild. Nobody dare to come to take care for the wound when they have, you know, injury. So what the lion do? The lion will find a cave, a place where he feels safe, and he will lie down there just to make that healing. Sometimes our problems, we just need to find some, you know, quiet area, spot, just to calm down, to see. Sometimes it's already hurt, but the more you're running around, the more you hurt more. You just need to find a place just to calm yourself down. Okay? And that's why people try to open lot of retreat centers, monasteries, so where you can come and rest. Sometimes you cannot talk, you cannot do anything. You just find just you need some quiet time in order to heal yourself, because you are just like a tiger. Nobody can do anything for you. But just find yourself a quiet time. Let that wound, let that injury, you know, slowly recover by the calmness, by your quiet practice. You can looking for more information. There are a lot of centers that help young people to overcome their struggling. There is a direction. When you find you, when you turn on the wrong direction, they have the sign to show you to come back. Thank you for your question. A Di Đà Phật. Có vị Phật tử nói với con rằng là cái câu hỏi này rất là hay và thầy trả lời rất là hay, nhưng mà thầy trả lời bằng tiếng Anh, có rất nhiều Phật tử không có hiểu được. Cho nên con không biết là thầy có hoan hỷ giải thích hay là nói lại cái những lời thầy nói qua bằng tiếng Việt hay không. Thầy đại chúng, câu hỏi của em rất là hay. Như nãy Pháp Hòa có tạm dịch cái câu hỏi đó, thì Pháp Hòa có thưa là cái sự khổ đau rắc rối trong cuộc sống này nó là một phần của cuộc sống, mình không có thể là mình chạy đâu hết á. Cái quan trọng là mình có chấp nhận mình bệnh không, để mình đi tìm phương thuốc. Ví dụ có nhiều người ta thấy chị đang giận á, mắc gì giận, tôi giận hồi nào mà mắt trợn lên vậy đó, mà cái cách nói của mình là ta nghe ta biết mình giận rồi mà mình không có nhận. Thành ra cái đầu tiên hết á, là mình phải nhận ra mình đang khổ, mình đang đau thương, để mình đi tìm một phương thuốc. Mình cuộc sống này có nhiều, rất nhiều phương thuốc, và mỗi phương thuốc nó có một cách trị bệnh. Thì em đã hỏi nếu như trường hợp mình không tìm được thuốc thì sao. Thì Pháp Hòa mới đưa một cái ví dụ như là một con sư tử, con cọp ở trong rừng. Ai dám tới băng bó cho con cọp khi con cọp bị thương? Không có con nai, con thỏ nào dám tới gần cọp, nói trời ơi cọp ơi tội nghiệp quá, để thỏ băng bó cho cọp, nghe không có. Thì không ai dám tới gần con cọp, thì con cọp phải tự đi tìm một cái nơi nào ổn định để con cọp lắng xuống, và con cọp tự mình lành lặn cái vết thương đó. Chúng ta cũng vậy, có đôi lúc đó, mình càng nói thì nó càng không có kết quả. Và chúng ta cần một giây phút nào yên lặng, một khoảng không gian nào tĩnh lặng, để mình lắng mọi cái đau khổ xuống. Lâu lâu nó chồi lên thôi. Remember, your suffering is only a mental formation. Okay, it's come up. If you leave it, it slowly come down. And then tomorrow, next month, it's come back again. But whatever you do is, every time it's up like that, you try to calm it. This is life. Sometimes you have a problem, you don't have medication, but if you know how to leave it like that, it slowly will sink down. And then 3-2 weeks later, it's come back. Quý vị, Pháp Hòa thưa vậy nè. Bây giờ quý vị để trong cuộc sống hai vợ chồng hay là cha mẹ con cái gì cũng biết mình gây lộn với nhau, xong rồi mình xin lỗi, mình làm huề. Rồi vậy là cả đời này không gây nữa không? Hay là tháng sau gây tiếp? Không chừng tuần sau là làm nữa y hết vậy luôn. Mà không lẽ cứ mỗi lần mà gây lộn vậy cái là lấy dép luyện rồi hay là thì bây giờ sao đây? Lắng thôi. Thật ra cuộc sống này đôi lúc đó, nó là những cái bền bồng vậy đó, nó là nó tục đế mà.
Và cái chân đế của mình là mình thấy được nó, và mình thấy được cái bản chất của mọi thứ, mình để cho nó lắng xuống. The absolute truth is you know how to calm yourself. The relative truth is things will come back and forth. Cái tục đế của chúng ta là cuộc sống này cứ vui khổ, nó cứ đắp đổi. Nhưng mà cái chân đế là mình có khả năng lắng. Thì không ai là thí dụ như giờ mình nổi cơn giận, nhưng mình có đủ khả năng để đừng để cơn giận bộc phát thì làm gì có chuyện xảy ra. When you get angry, you have no way to help your anger. But if you have a trick, you never explode, you never say anything when you get angry, then the relationship will never break. If you don't have the way to talk to that person, then first of all, just help yourself. Calm that anger. Because when you're angry, you talk. You think you will solve the problem, but actually the more you talk, the more you break it. The more you make it worse. Then at least you cannot help that person, but in that moment you're able to help yourself. Cái tu tập của chúng ta, nếu mình chưa giúp được người đó đó, ít nhất mình cũng có đủ khả năng tự mình để cho cái lắng của mình xuống. Bởi vì khi mình không nói là sẽ không có làm cho cái đổ vỡ. Mặc dù chưa giải quyết vấn đề, nhưng mà ngay lúc đó nó cứu vãn được tình thế, là không đi tới tình trạng tệ hơn. Cái vấn đề là chúng ta cứ muốn giải quyết, đập bàn lên giải quyết. Bữa nay tôi với ông phải nói cho rõ. Đập bàn lên nói mà chẳng rõ gì hết, mà thấy kiến bể, bàn bể và con cái nó nghe một đống luôn, mà không có gì xong hết. Thật ra cái cuộc sống của chúng ta, quý vị cứ đi máy bay, quý vị nhớ là lúc nào người ta cũng, trước khi máy bay mà nó bay lên, lúc nào cũng sẽ có người ra nói cửa máy bay này bao nhiêu cửa thoát. Rồi nếu cuối cùng có một cái ống nó rớt xuống oxy á, quý vị nhớ chụp cho mình trước, trước khi mình chụp cho người kia. Before the flight take off, they always give us some instruction. And the last thing they do is, if something happened, there's an oxygen mask drop down, make sure you put for yourself first before you put for your next person. Mình phải tự mình làm cho mình khỏe trước, trước khi mình có thể làm cho người khác. Thì cuộc sống của chúng ta, mình không, thí dụ mình chưa tìm được phương pháp để nói với người kia những cái khổ của mình, thì ít nhất mình đủ khả năng không làm cho cái khổ này bộc phát một cách gọi là không có chánh niệm, để rồi đổ vỡ, không giải quyết được. Và khi mình lắng xuống rồi, một lúc nào đó đủ khả năng mình sẽ nói với người đó. That person also have the capacity of calmness too. But if you talk right in that moment, never help. Because you are angry, that person also angry. You have to wait. Cái đó chỉ là một thí dụ. That's only one example. There are many things in our daily life. Đây, đây. Thầy giảng thì có thêm câu hỏi không thầy? Sao? Dạ, Đức Phật có nghe thầy giảng về tục đế và chân đế, thì theo con thì con hiểu rất là nó hay, và mình dung hòa, mình hội nhập được cái này và cái kia để mình hiểu. Nhưng mà cũng có cái lúc, con muốn hỏi là những cái lúc mà ví dụ như người mình thấy cái đó là tục đế, nhưng mà khi mình muốn dung hòa cái người mình nói một câu hỏi, mình nói cái người đó muốn, mình thấy người đó đúng, nhưng mà đôi khi là mình cũng nói là đúng, rồi mình qua với cái người bên kia mình thấy người đó, hai người cãi nhau mà mình dung hòa hai người đó lại, nhưng mà họ nói ông này bên nào, tôi nói ông này nói bên nào ông cũng nghe đúng, ông cũng nói đúng hết như vậy, ông này cái kiểu mà gió bên nào bỏ bườm bên đó, thì mình làm sao mình trả lời được à? Mình làm sao giải thích họ hiểu mình là mình hiểu được cái này đúng cái kia sai, nhưng mà mình muốn hai người dung hòa với nhau, mình để mình vui vẻ cho người này cũng vừa ý, rồi qua bên kia cũng người kia cũng được vừa ý, thì cái hai người đó, cái người khác
họ nhìn vào họ nói là ông này gió bên nào bỏ vườn bên đó, bên nào cũng nói đúng hết, thì không biết ông này có làm thế nào mà mình để cho nói người ta hiểu mình là mình giải thích để cho họ hiểu đó. Bây giờ Pháp Hòa cũng hiểu sao giải thích. Dạ thưa, thì trong cái vấn đề là đôi khi chúng ta làm phải không, chúng ta tới người này chúng ta nói, nhưng mà đôi khi chúng ta chỉ nói là ồ anh nói vậy cũng đúng đó, anh này nói vậy cũng đúng, thì người ta sẽ cho mình là ba phải, mình tới ông nào cũng nói đúng hết. Nhưng mình quên một điều là mình chỉ luôn anh nói vậy là đúng gốc này nè, nhưng mà lý do nào cái người kia không nhận anh là tại anh sai chỗ này nè. Thì khi mình nói được cái đúng của người ta rồi, mình phải nói luôn cái mặt sai của người ta mà cái người khác nhận đó. Lý do anh nói là anh đúng, nhưng mà lý do nào người ta nhận anh như thế này là anh sai, hoặc có thể anh làm điều này nó không đúng. Tức là mình cho người ta thấy cả hai thì người ta mới không nói mình là ba phải. Chứ còn đằng nào cũng nói ờ anh đúng đó, và này anh đúng á, mà ông nói anh đúng nhưng mà anh chật một cái chỗ là anh nói nó anh không để ý, anh làm quê nó trước mặt người ta thì nó bụp anh là phải rồi. Ví dụ vậy đó, tức là mình phải mình nói ta đúng. Chú hiểu mà nói không? Hồi nhỏ đó, mấy chú tiểu ở chùa đó, cái cách dạy của mấy chú á, cái cách Pháp Hòa dạy mấy chú á, là khi mấy chú làm điều gì sai, Pháp Hòa, thí dụ bây giờ Pháp Hòa ví dụ, mấy chú để chén vô trong tủ á, không có đúng cái cách Pháp Hòa chỉ, chén dĩa là phải thứ lớp từ lên, là cứ làm theo kiểu ẩu á, bỏ vô. Mở cái tủ ra là thấy là nó muốn đổ xuống rồi, Pháp Hòa đóng lại qua để yên đó, không dọn. Vì khi mình dọn á, mình về mình nói bữa nay á, con chất chén không có đúng, thầy chất lại, nó chỉ nghe thôi mà nó không thấy. Pháp Hòa để cái tủ nguyên đó, Hòa về Hòa chỉ, nè, bây giờ thấy chưa? Thấy cái gì sai chưa? Rồi bắt đầu Hòa lấy ra hết và chất cho coi, cái này là đúng nè. Mà đa số người của mình á, cha mẹ mình á, thương con á, là mình thấy nó sai là mình cứ sửa, mà rồi mình mới nói nó thôi. Giặt đồ ẩu vậy mà cũng đi giặt, mà mình nói nó ẩu, mình không chỉ nó ẩu làm sao, thì lần sau nó cứ không biết cái mình nói cái gì để mà nó chỉnh cái chỗ đó. Quý vị biết không, còn nhỏ đi chơi ở trường mà đi học về là lột vớ kiểu là lột ngược vậy nè, đâu phải giống mình mà kéo chiếc vớ ra để cho cái mặt dơ nằm ngoài giặt đâu, nó lột ngược vậy nè, ở trong là một cục cát dục vô máy nó giặt. Thì nó giặt ra mà vớ vẫn dơ, cát vẫn còn. Pháp Hòa để yên đó, Pháp Hòa về hỏi vớ này giặt chưa, giờ nó ngờ ngợ, nó không biết nó giặt chưa nữa, không, cầm lên ngửi không có thúi, mà biết giặt rồi. Dạ giặt rồi. Ủa giặt rồi mà sao không sạch? Giặt rồi mà sao không sạch? Anh nói dạ, anh biết cái sai. Pháp Hòa nói lý do là gì? Con không kéo chiếc vớ ra. Thành thử ra cái người mà họ mình muốn chỉnh cho họ đúng, thật ra họ cũng đúng thôi, vì họ nghĩ họ đúng, là vì tôi có làm gì sai, giặt đồ mà. Nhưng mà nếu mình không chỉ, thành thử cái người nào họ cũng thấy cái lý do ta làm sai là không phải. Người ta có đôi lúc cũng có người cố tình, nhưng có đôi lúc người ta làm nhưng mà ta không có nghĩ cái đó sai, người ta cứ làm vậy thôi. Thật ra nhiều khi mình tới mình nói cái điểm đó, ta không nhận, tôi mắc cái gì tôi vậy đó, thì mình nói đó thì chính anh vậy cho nên người này mới như vậy, mới không nhận cái đúng cái điểm đó, chứ tôi đâu có nói anh hoàn toàn đúng. Nhưng mà cái lý do là vì người kia không nhận được cái điểm này. Có nhiều khi mình chỉnh người ta là đúng, nhưng mình chỉnh không đúng lúc. Thành ra mình chỉnh đúng việc nhưng không đúng lúc cũng trật. Thành đúng là phải ba việc: đúng lúc, đúng người, đúng việc thì gọi là đúng. Mình chỉnh đúng việc mà không đúng lúc sai. Như có một cái anh đó, thì có một thầy đó lên tụng kinh, thì thấy người Hoa mà tụng kinh tiếng Việt nghe nó không có chữ nghĩa, nó không thông, tụng lớ lớ vậy, cười phát cười lên rồi đại chúng kéo nhau cười. Thì xuống cái thì một cái cô kia mới, một sư cô mới rầy cái chú đó, thì ảnh giận sư cô này. Thì có lần Pháp Hòa đi tới đó thì ảnh mới đem câu chuyện ra ảnh nói. Ảnh nói con vậy vậy đó, thì sư cô, mà sư cô con giận sư cô tại vì sư cô la con trước mặt mọi người,
Chứ sư cô la con nhận. Mà phải chi sư cô kêu con vô phòng, sư cô nói con đâu có giận sư cô. Pháp Hoàng nói, ủa vậy sao lúc mà anh cười thầy đó đó, anh cười giữa chánh điện cho đại chúng người ta thấy, người ta cười theo, anh không nghĩ. Sư cô đó đó la anh như vậy là đối trị đó. Đạo Phật có một cái phương pháp là đối trị, để cho mình hiểu cái nỗi đau mình làm người khác như thế nào trước mặt đại chúng. Người ta tụng kinh, người ta không cố tình make fun, mà anh make fun cái giọng của người ta trước mặt đại chúng mà làm cho đại chúng cười theo luôn. Anh không nghĩ cảm giác của thầy đó, thì sư cô này đối trị anh là cho anh biết rằng cái cảm giác bị người khác cười trước mặt đại chúng. Thì đạo Phật gọi là đối trị. Cho nên đó là mình nhớ là đôi khi á, cuộc sống của chúng ta mình, bởi vì cho nên cái nhìn của mình á, quý thưa đại chúng, cái nhìn á, đạo Phật gọi là kiến. Nhưng mà cái khổ đau của chúng ta là vì chúng ta vướng vào năm thứ kiến, gọi là ngũ kiến. Thấy một bên gọi là biên kiến, thấy sai lầm là tà kiến, chấp chặt những gì mình thấy gọi là kiến thủ kiến, những gì mình cho là đúng luật đúng pháp gì đó ha, gọi là giới cấm thủ kiến. Thành thử cái thấy cũng là một cái thấy, nhưng mà chúng ta đa phần là không thấy toàn diện, mà chúng ta thấy gốc. Mà chính chúng ta thấy gốc nào thì chúng ta luận bàn phê phán gốc đó. Thành thử chúng ta khổ đau chấp trước là từ những cái thấy của chúng ta. Mà Đức Phật á, như người đứng ở bên trên, nếu mà Đức Phật ví dụ, Đức Phật nói giống như người đứng ở trên lầu mà nhìn xuống toàn diện thì sao thấy được tất cả. Có đôi khi á, mình binh vực một người mà mình không biết được cái nội tình bên trong. Mình A tầm phù, mình binh xong lát mình bị hớ. Thì người Việt gọi là hớ hàng. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật, con có một câu hỏi xin thầy coi như là giải thích cho con hiểu cho nó được coi như là thấu đáo. Con nghe mọi người nói là coi như bệnh từ nghiệp mà ra, thì có đúng không thầy? Mà nếu đúng thì chúng con phải như thế nào? Nam Mô A Di Đà Phật. Cái câu hỏi bệnh từ nghiệp mà ra có đúng không? Đúng một phần. Cái nghiệp mà bệnh á, gọi là nghiệp cũ, nó cộng với cái nghiệp mới. Pháp Hòa ví dụ, có thân là phải có bệnh, đó là cái quy luật chung. Nhưng mà nếu mà mình không đủ chánh niệm, mình ăn uống tầm bậy ngay trong đời này thì tự mình tạo nghiệp thân rồi. Nghiệp nó hai loại, nghiệp cũ, nghiệp mới. Không phải bệnh là đổ thừa nghiệp. Ví dụ như á, ai cầm rượu nhét cho anh uống đâu, để bây giờ anh cháy gan cháy phổi anh kêu nghiệp. Vậy rõ ràng là bệnh là cũng do mình tự tạo nghiệp, phối hợp với cái nghiệp căn bản đã là con người là phải có bệnh. Nhưng mà thay vì anh bệnh nó tới 70 tuổi bệnh, mà tự anh tạo nghiệp cho nên mới có 40 là anh bệnh. Vậy thì có nghiệp của anh cộng trong đó ngay trong đời này, chứ không phải chỉ là nghiệp của quá khứ. Còn nếu mà nói về chữa đó, bệnh đó nó có 3 loại: bệnh thân, bệnh tâm, bệnh nghiệp. Ví dụ như cái người đó ta ăn uống rất là đàng hoàng, đời sống rất là mẫu mực, nhưng bệnh, đó, cái đó là bệnh nghiệp đó. Thì bây giờ nếu mình nghĩ là mình nghiệp thì phải sám hối. Ví dụ bây giờ cái anh nên hút thuốc đi, giờ tới 40 tuổi là bắt đầu báo huyết là phổi nè, thì cái cách sám hối của anh là gì? Không bao giờ hút thuốc nữa. Đó là anh dứt cái nghiệp mà anh, nhưng mà cái nghiệp mà 40 năm anh hút thuốc anh phải trả, bằng cách là bây giờ đây là bệnh nè, là phải trả cái bệnh đó rồi. Nhưng anh dứt không tạo nghiệp nữa là không hút nữa, để cho cái nghiệp này nó không phát triển nữa, mà nó chỉ trả trong cái phạm vi bao nhiêu năm anh làm hại cái phổi của anh thôi. Đó là sám hối, bằng cách là chúng ta chuyển hóa cái cách sống.
Và một bên cạnh đó, chúng ta mỗi ngày chúng ta tụng kinh niệm Phật để làm gì? Nó có hai công dụng. Một là để cho cái tâm của mình chú tâm vô cái việc tụng niệm này, mình quên bệnh, và cái tư tưởng của mình positive lên, tích cực lên, là tôi sám hối, tôi tụng kinh, Phật phù hộ. Cái tâm lý mà vui đó, nó làm cho cái bệnh mình một phần được thuyên giảm. Và nhờ anh ăn năn vậy đó, anh mới có cơ hội anh tiếp xúc với lời kinh nè. Đây là cơ hội để anh được nghe Phật nói những cái gì mà anh chuyển hóa tu tập. Thành thử sám hối tụng kinh đó có rất nhiều công năng. Có nhiều người nói tụng như con vẹt, tụng làm cái gì, Phật có ngồi đó mà nghe anh tụng. Đúng, anh nói đúng hết á. Nhưng mà giờ đặt câu hỏi lại, anh không hiểu, bộ anh không tụng anh sẽ hiểu sao? Anh không đọc anh vẫn không hiểu, anh đọc anh vẫn không hiểu, nhưng mà so ra cái lúc giây phút anh ngồi đọc, dù tâm tư anh không hiểu nhưng miệng anh đọc lời lành, ý anh duyên lời lành, thân anh ngồi yên tịnh, anh đã chuyển nghiệp rồi. Chuyển nghiệp thân, nghiệp miệng, mặc dù cái này chưa hiểu. Nhưng mà nếu mà anh cố gắng anh tu tập như thế này, anh không hiểu được 100%, anh cũng hiểu được 20%, 30%. Bệnh không hết mà giảm được 30% là mừng rồi. Họa tùng khẩu xuất, bệnh tùng khẩu nhập. Bệnh là do cái miệng mà đưa vô, họa là cái tai ương là do cái miệng mình nói ra. Rồi cái miệng này chính là cái chỗ tạo nghiệp thân và nghiệp khẩu. Vì vậy cho nên á, tụng kinh để làm gì? Là giây phút chúng ta chuyển cái nghiệp khẩu. Đảnh lễ để làm gì? Chuyển cái nghiệp thân. Và con người mình tạo nghiệp bởi ba chỗ: thân, khẩu, ý. Bây giờ là anh tịnh được cái thân, rồi anh tịnh được cái khẩu rồi nè, rồi anh tâm anh duyên theo lời kinh, dù anh chưa hiểu được cái chiều sâu kinh tột cùng đi nữa, anh hiểu được cái sự cũng là anh chuyển cái ý rồi. Và ý gì chưa biết, nhưng mà anh giữ cái ý là tôi đang lại Phật sám hối. Ngay cái ý đó thôi đã là chuyển nghiệp rồi. Nóng rồi đó, nóng máy. Con xin hỏi thầy cho con một lời khuyên. Con có bệnh mà 3 tuần nay là con ăn chay, mà chồng con buồn lắm. Nói chung là ăn cơm mà ăn cùng một bàn, nhưng mà con nấu ham muốn ăn. Thì thầy cho con lời khuyên là chồng con hủa là trừ là mãi mới ăn bao lâu. Thì con mới nói là con không biết ăn bao lâu, nhưng mà khi là cho con đỡ bệnh thôi. Mà thầy, con xin thầy cho con lời khuyên để con nói với chồng con, để cho ảnh quan hỷ với con, để cho con ăn chay. Thật ra đó, tại vì chú, cái câu hỏi của chú chắc là cũng một phần do thương, là muốn nghĩ là ăn chay không đủ sức khỏe. Cái thứ hai nữa là hồi nào giờ là vợ chồng cùng ăn một cái món ăn đó, mà giờ mỗi người một dĩa vậy, tự nhiên ổng thấy nó có cái gì nó khoảng cách. Thì cái mình của trước hết là mình đem cái tâm thông cảm. Kế đến là mình có thể giải thích với chú. Thật ra thì bệnh đó là do mình ăn uống không cẩn thận. Thì bây giờ mình bệnh thì mình phải ăn uống lại cho đàng hoàng. Ví dụ bây giờ cô không tự ăn đi, mà bác sĩ bắt cô ăn thì cô cũng phải chịu thôi. Bây giờ đa phần mà mình bệnh là vô là bác sĩ bắt ăn theo bác sĩ không à. Một ngày bao nhiêu lượng muối, bao nhiêu lượng đường mình ăn, nhiều lúc cái món ăn nó không ngon lành gì hết mà vẫn ráng nuốt, vì ai cũng muốn chữa bệnh. Thì thôi bây giờ mình nói là tôi ăn gì tôi ăn, miễn là tôi hết bệnh, phải không? Mà thí dụ như trường hợp đó, đôi lúc đó, nếu mà cô ngồi riêng cô ăn đó, thì cái trường hợp đó khác. Còn này giống như mình ngồi ăn chung bình thường, có điều là mình ăn những món gì, ông đừng nghĩ tôi ăn gì mất sức, ông cứ nghĩ tôi đang uống thuốc đi, phải không? Thành tử ra chú nên thông cảm cho cô, là bởi vì cô đang chữa bệnh. Để mà thật sự ra mình ăn thịt cá nhiều không có tốt, nhất là mình đang bệnh. Mà người nào mà đang bệnh gan đó, mà ăn thịt nhiều chừng nào là bệnh gan càng khó chữa chừng đấy.
là bởi vì cái độc tố của thịt cá nó không có lành lặn, nó không có tốt. Và trong khi mình ăn rau củ nó rất là hiền lành, mặc dù nó vẫn có hóa chất, nhưng mà so ra cái hóa chất trong rau cải thì nó đỡ hơn thịt cá. Và khi chữa bệnh đó, nó vẫn dễ hơn. Là vì Pháp Hòa biết có những thầy mà bị bệnh đó, chữa bệnh lúc nào cũng ấy hơn. Và quý vị thấy bây giờ ngay cả người Mỹ nè, người ta chuyên môn đi đề nghị mấy cái thuốc mà gọi là thuốc cỏ cây đó, nó kêu là thuốc dược thảo đó. Bây giờ Mỹ họ đang bào chế biết bao nhiêu thứ thuốc bằng dược thảo. Thì rõ ràng chính người Mỹ bây giờ họ cũng công nhận là trong cỏ cây đều có những dược tính hết. Ví dụ như hồi xưa này, trái nhào của mình ở Việt Nam á, ở dưới quê á, quý vị thấy không có ai ra, chỉ có dân ở dưới miền quê mới biết trái nhào thôi. Mà bây giờ trái noni á, tiếng Mỹ là phải không, mà trái đó bây giờ lại là một cái thứ thuốc dược thuốc. Trái gất của mình ở Việt Nam làm gì ăn, chỉ có biết nấu xôi thôi. Vậy mà bây giờ người Mỹ lấy trái gất bào chế ra thành nước uống chữa bệnh. Trái gất á, rồi trái măng cụt của mình á, mình ăn thôi, mà bây giờ người Mỹ đó, trong trái măng cụt có chất thuốc tạo thành, bây giờ họ ép cái trái măng cụt ra, họ lấy nước họ bán, gọi là mangosteen. Rồi bây giờ quý vị ngay cả cái thuốc nhức mỏi glucosamine đó, bây giờ là họ chế bằng dược thảo luôn, lấy nhiều loại cỏ cây chế ra thành thuốc để uống cho cái bệnh xương đó. Vì hồi xưa họ dùng những cái hóa chất, nhưng mà thường cái thuốc mà uống về đau nhức là hết cái bệnh đau nhức này, nhưng mà nó lại hủy đi những cái bộ phận khác của cơ thể. Nhưng mà nhờ cái thuốc đó mà bây giờ người ta uống. Thật ra người Mỹ bây giờ họ cũng đang nghiên cứu những thứ thuốc. Thí dụ một cái đơn giản thôi, người Mỹ á, tại sao họ mập bệnh, mà mập mà thấy bệnh, mập mà mập bệnh á, thì họ ăn phần lớn là hamburger, fries, những cái món ăn rất là dầu và rất là nhiều mỡ. Xong họ uống một ly nước đá khúc, thì quý vị thấy mỡ như thế mà vô trong này rồi uống một ly nước đá là mỡ nó đông rồi, cho nên là bắt đầu mập phì, bị mỡ bao tim. Họ thấy người Á Đông ăn hay, vô tiệm người Việt Nam mà người Hoa mà ăn là có bình trà, vì mình ăn dầu mỡ nhiều, uống nước sôi, uống nước trà nó tiêu mỡ, nó tiêu hóa. Bây giờ bắt đầu họ ăn theo kiểu của mình là ăn uống nước sôi, uống nước trà để nó tiêu cái dầu mỡ đi, thay vì mình uống nước lạnh, nước đá. Đó, thành tử ra cô cũng không buồn trách chú, nhưng mà tại chú thương thôi. Nhưng mà ăn thua cách mình giải thích. Ngay bây giờ người ta đều phải khuyên mình ăn rau cải. Hết bệnh là chính, còn ăn cái gì là chuyện phụ. Bây giờ tôi ham ăn với ông mà bệnh tôi không hết thì ông cũng đâu có vui gì đâu. Phải không? À. Ông buồn. Có một ví dụ, Pháp Hòa là không ăn được dưa hấu, mặc dù Pháp Hòa rất là thích, hồi trước ăn thích lắm. Giờ gần đây cái bao tử nó yếu, ăn dưa hấu vô là nó lạnh, nó ngăn cái ngực khó chịu. Thì thôi bây giờ có ngon cỡ nào cũng ăn, tại vì mình ăn một miếng nó qua khỏi cuộc họng mình nó ngon đó. Nhưng mà suốt một ngày mình khổ chứ. Vậy thôi à, chứ không có gì hết. Thành thử quý vị nhớ là mình ăn uống chỉ là một cái giúp cho mình giảm đi cực nhập trong vấn đề tu tập thôi. Đó là ví dụ bây giờ mình không ăn, mình ăn một ngày một cử hai cử, bớt ăn thì mình bớt nóng, mà bớt nóng thì bớt cực, mà không cực thì mình có thời giờ mình làm việc khác hơn. Thế thôi, mình cầu kỳ thì mình mất thời gian. Thì ăn uống cũng vậy, thể mình ăn nhiều thứ thì nó làm cho mình khó chịu, mình không thoải mái trong vấn đề tu tập, thì mình tự biết cái gì mình không làm thì mình. Cái chính là không sát sanh, không ăn chính con vật, mạng sống của một con vật. Còn cái kia phụ, ai có ăn cũng không có nghĩa là ta tội. Mà mình có ăn, và xin lỗi mình không ăn, không có nghĩa là mình tu đúng, hay là mình tu thành Phật. À, có kinh điển là nói ông có thành Phật nhờ ông không ăn trứng, nhờ ông không ăn hành bỏ gì hết. Vậy thôi. Trong cuộc sống mình muốn hộ trì cho ai thì mình phải biết cái đó. Mà ngay khi chúng ta học, chúng ta biết là chúng ta đã tự lo hộ trì cho mình rồi. Ví dụ như ta nói là cái thuốc này uống vậy đó, tự nhiên mình thành bác sĩ, tự nhiên mình thành y tá.
Rồi khi mình học là mình biết rồi thì mình hộ trì cho chính mình, hộ trì cho người kia. Rồi Đức Phật nói tiếp: tùy sự hộ trì mà tác chứng. Nhớ nha, khi người ta hộ trì cho mình đó, ta hộ được nhiêu vui nhiêu nha. Có nhiều khi người ta hộ mà còn chê nữa chứ. Có không? Cho nên dễ xa nhau. Mà mình chê thì bất quá, nếu mà người đó không phải là ruột thịt của mình đó, người ta bỏ luôn mình rồi. Mà nếu như mà người đó là ruột thịt của mình mà người ta ráng đi nữa đó, mà người ta khổ mỗi lần mà gặp mình mà phải chăm sóc cho mình, là chẳng những chẳng là tại vì mình là người thân thì phải lên, chứ còn cái niềm vui nó không có. Cho nên quý vị nhớ đó, hôm nào quý vị nghe lại cái bài: nếu mình là một người bệnh, mình được sự chăm sóc của người khác, thì mình phải làm gì để cho cái người bệnh, người ta, cái người chăm sóc bệnh đó, người ta thoải mái. Rồi ngược lại, người chăm sóc người bệnh phải nên làm gì để mà thông cảm và giúp cho người bệnh một cách thiết thực. Phật rất là chi tiết. Đọc ở trong kinh mới thấy là Phật dạy đủ thứ chuyện trên đời hết. Cái gì Phật cũng có giảng dạy, mà Phật nói từng chuyện li ti trong cuộc sống hàng ngày. Bệnh phải làm sao, chăm sóc người bệnh phải làm sao. Rồi thậm chí mà Phật còn dặn mấy ông phải giao ngân sách cho vợ giữ, đừng có hẹp hòi khi vợ mua sắm. Phật biết hồi xưa có cái vụ shopping. Nhưng mà khi Phật nói xong với mấy ông rồi là Phật xoay qua các cô, Phật dặn: chồng có giao ngân sách để mua sắm, nhưng phải biết kiểm soát ngân sách trong nhà mà mua sắm mà không được phí. Rồi Phật dặn mấy cô là phải thương yêu chồng, lo cho chồng cơm nước. Nhưng mà ngược lại Phật nói với mấy ông không được khó dễ trong việc ăn uống, đừng để vợ phải bận lòng. Ngoài ba bữa cơm chính, tối có muốn xíu dẹ tự lo. Nghĩa là ăn tối đó, thích mì gói gì đó thì tự lo, chứ còn ta đang ngủ mà dựng ta dậy bắt ta thêm cử tối nữa là hơi kỳ kỳ. Mà nếu mà người ta hộ trì cho mình mà mình không biết bảo hộ sự hộ trì đó, thì cái hộ trì đó không có last long, nó không có được lâu dài. Cho nên một người đệ tử lo cho mình cũng phải biết có giờ giấc, chứ không phải nó đệ tử tôi rồi muốn kêu giờ nào kêu. Quý vị biết là Pháp Hòa chăm nuôi mấy chú nhỏ, nhiều khi cái việc có những việc Pháp Hòa nhờ, nhưng mà có những việc Pháp Hòa không nhờ. Đặc biệt là buổi tối giờ ngủ, nửa đêm khuya mà chùa có chuyện gì mà Pháp Hòa nghĩ rằng một mình Pháp Hòa làm được, Pháp Hòa sẽ làm. Ví dụ hồi mấy chú còn đi học á, nửa khuya là Pháp Hòa đi xúc tuyết mà không kêu, tại vì mấy chú còn đi học. Kêu thì mấy chú sẽ ra thôi, tại phận làm đệ tử mà. Nhưng mà nó ngủ không đủ, ngày mai làm sao nó đi học. Có nhiều lúc có những việc ngày thứ bảy là quý Pháp Hòa cho ngủ trễ, không có bắt thức sớm, tại đi học 5 ngày, thứ hai tới thứ sáu thức sớm đi học rồi. Sáng thứ bảy Pháp Hòa cho ngủ một bữa, mà nhiều khi ngủ tới 8 giờ 8 rưỡi rồi mình có việc, mình định đi vô nhờ mà thấy nó ngáy ngon quá, không nở, thôi đi ra. Rồi đi ra xong mình biết là cái này mình làm không có nổi, muốn đi vô, vô đứng đó hồi không dám kêu, thôi đi ra. Mà phải 5 lần 7 lượt như vậy, rồi thôi cuối cùng chấp nhận ngồi chờ. Bởi vì nó ngủ không, mình kêu nó dậy thì nó cũng dậy, nhưng mà mình biết cái tâm lý. Cho nên khuya ở trong chùa, chúng trong chùa cũng vậy, đi đợi đi, ai bệnh hoạn mất nửa đêm trong bệnh viện mà kêu 2-3 giờ sáng, Pháp Hòa là người bắt phone, chứ không bao giờ để các thầy các cô trong chùa bắt. Mà bắt xong rồi là tự mình xách xe đi vô bệnh viện tụng, chứ không có gọi ai hết. Vì người ta còn nhiều việc trong chùa ta làm, ta mỗi người ta phụ mình mỗi việc, còn những việc gì là mình phải ôm nhiều hơn.
Cho nên ở trong, trong mình sống ở trong chùa, trong nhà cũng vậy. Tại sao? Tại vì mình biết rằng mình đang nhận sự hộ trì, thì chúng ta phải tâm lý và bảo hộ sự hộ trì này để nó được kéo dài. Cũng giống như mình nói cái đèn dầu hay là cái gì đó, mình xài nó quá thì nó mau hết thôi. Cảnh đời như đá mài dao, trái mau thì hết, có gì cảnh đời như lửa đốt dầu, trái mau thì đết, có còn thì hết, có đâu còn hoài. Cả cảnh đời như đá mài dao, cả hai mòn hết, có nào bền lâu. Nhưng mà giữa cây dao với cục đá thì cục đá nó mòn, nhưng mà nó mòn lâu hơn vậy thôi. Cho nên mình phải để ý, trong cuộc sống chúng ta thường nhận sự hộ trì, nhưng chúng ta phải biết bảo hộ cái hộ trì đó, để cho cái hộ trì đó không có ngắn qua. Cho nên mình được một người nào thương chăm sóc cho mình, hay là nhất là người vợ hay người chồng, đừng bao giờ xài quá nó không bao hết lắm. Phước nó cũng phải có phần chứ, hữu phước bất khả hưởng tận. Đó là lời dạy của người xưa. Hưởng tận sanh bần cùng, hưởng hết là sanh nghèo đói. Cho nên mình, Đức Phật dặn là, khi mà quý vị biết không, nhiều khi Pháp Hòa đọc có một đoạn kinh ngắn vậy đó, mà mình phải suy nghĩ cái lời này ý gì. Và khi mình có được cái suy nghĩ những cái chi tiết trong cuộc sống thì mình thấy vui lắm. Mà nhiều khi một đoạn kinh ngắn như vậy mà nó nuôi dưỡng mình trong đêm hôm, trong đêm tối. Từ Pháp Hòa hay đọc kinh buổi khuya, mà đọc như vậy mà những cái đoạn kinh mà nó hay, mà nhiều khi nó đơn giản vậy thôi, mà mình cái tâm hỷ lạc của mình ở nửa đêm nó vui lắm. Tại vì khi tối là không có bận rộn gì nữa, mình phải gác hết mọi cái việc khác để mình làm một cái công việc mà mình muốn trong ngày, đó là mình trì kinh, mình ngồi thiền hay mình lễ Phật. Mà được một cái đoạn kinh như vậy thì mừng vô cùng. Đức Phật nói là tùy sự hộ trì mà tác chứng. Tác chứng là gì? Nên khởi cái tâm chứng nhận như vậy. Thí dụ như là quý vị cúng trai tăng á, quý vị đem thức ăn lên cái nói của tuy đơn sơ, tâm cái câu mình nói nghe khiêm cung á, chúng con thành tâm sắm sửa, chút ít trai duyên, dâng lên cúng dường tam bảo và hiện tiền chư tôn đức. Của tuy đơn sơ nhưng gói trọn cả tấm lòng thành kính, thí dụ vậy, mong quý tôn đức từ bi tác chứng. Tác chứng nghĩa là khởi lên làm cái sự chứng nhận này, dù ngon dù dở, dù ít dù nhiều, tác chứng. Cho nên mình nhớ học cái chữ tác chứng để mình sống trong đời mình chấp nhận. Thí dụ người ta nói xin lỗi bác, nhà con đơn chiếc quá, bác tới con không có gì đặc biệt đãi, chỉ có mì gói hay gì đó. Cái mình khởi trong tâm cái gì cũng tác chứng hết. Cho nên nhiều khi trong cuộc đời của mình đó, mình đừng có đòi hỏi gì hết, có gì tác chứng nấy đi, vui à. Thí dụ như giờ mình đi chơi xa, ăn bánh mì là ngon rồi, gọn rồi, nụa không có súp hả? Cái đó là không biết tác chứng á. Ta gặp mình ta thấy lúc này tác đâu mất còn chứng không á. Rồi Đức Phật nói câu này nè: tâm tự thân cận tu tập, tùy sự hộ trì mà tác chứng. Đó gọi là tự hộ trì mình và hộ trì người khác. Tại sao câu đó? Bởi vì nếu mình sống được như vậy là tự mình làm cho mình không có lố bịch, tự mình làm cho mình không làm cho người khác cảm nhận mình là một người khó phụng sự, khó phục vụ. Mình tự mình hộ trì cho cuộc đời của mình là sống có thể thích ứng ở bất cứ hoàn cảnh nào. Quý vị biết là Pháp Hòa bay từ Canada qua đây á, ở qua tới Melbourne là cách 8 tiếng.
Rồi cái xong cái bay qua Sydney, rồi từ Sydney bay qua đây, ở đây và bắt đầu mình đang quen giờ Sydney, giờ Melbourne, rồi cái qua đây cái bên này đi đi sớm và đi trễ hơn ở bên vùng đó 3 tiếng. Thí dụ như mình đang quen cái bụng ăn giờ đó, ngủ giờ đó, cái tự nhiên giờ này tới nó đói chưa được ăn tại đây làm sớm quá. Lúc đó mình nói tác chứng, tác chứng. Cho nó khó lắm. Cho nên mình phải xài cái chữ đó cho cuộc đời của mình thì tự nhiên mình hộ trì cho mình. Mà mình được như vậy thì người tự nhiên người ta cũng không, người ta lo cho mình mà người ta không có khó chịu. Cho nên mình muốn được sự lo của người khác thì chính tự thân mình phải hộ trì lấy những cái khó khăn của mình, những cái chỉnh đốn cái đó. Đó gọi là tu chứ gì đâu. Tu đâu là gì? Tu là sự chuyển hóa những cái tật cố dĩ của mình. Còn cái chuyện mình cạo đầu, mặc áo tràng, thỉnh mỏ, tụng kinh, lại Phật, ăn chay, làm công quả, tất cả cái đó, đó là những phương tiện hộ trì cái tâm tu, đường tu của mình. Nhưng mà cái chính yếu là tận gốc rễ, chúng ta phải chuyển cho được những cái tật của chúng ta, để cho người ta thấy được cái chữ tu đơn giản chỉ có hai chữ: tờ u tu. Viết rất gọn gàng mà mình tu làm sao cái mình bỏ thêm cái dấu huyền, nó thành tù mất đất. Tu không ra tu mà thành tù, càng tu càng tù. Cho nên cái chữ tù á, chữ Hán mà ta viết chữ tù á, là ở trong là chữ nhân, ở ngoài là chữ cái hộp á. Người bị nhốt trong bốn bức tường là tù. Một con người sống mà không có lối thoát, gặp cái gì cũng chấp trước thì là tù chứ gì nữa. Cho người chữ Hán là người ta viết, ta lấy tượng hình, ta lấy cái ý. Người bị nhốt trong bốn bức tường, một cái hộp là tù. Cho mình tu á, là mình muốn mở cánh cửa đó. Mở cánh cửa đó. Cho nên có nhiều cái chùa ta để cổng tâm quan bất nhị pháp môn, hay là ta để bất nhị môn. Bất nhị môn là gì? À, cửa không hai. Nghĩa là hãy có nhị là có đối đãi, mà cách nào anh sống cũng bình an. Bất nhị pháp môn. Cho nên mình hộ trì, mình tập được cái đó là mình tự hộ trì mình và mình hộ trì cho người. Thí dụ như có những lúc mình quá đói mà mình ăn, có những lúc là mình không muốn ăn, mặc dù ở dưới tủ lạnh nhiều đồ ăn lắm, dưới bếp á. Nhưng mà biết là mình tập ăn cái kiểu này hoài nó sẽ quen cái tật ăn đêm nè. Mà ăn đêm nhiều đó, là bụng phì nè, mập nè. Và có một cái mà mình sợ nhất là mình nhịn ăn mà thấy hạnh phúc vô cùng là sợ xấu. Và có nhiều khi sợ xấu là mình lướt qua hết được những cái mà khắc phục đó. Có những cái không nên ăn, vì mình biết mình ăn vô là mình bệnh. Rồi, thì hộ trì như vậy là hộ trì cho mình và hộ trì cho người khác. Đức Phật dạy tiếp, thế nào là tự hộ trì cho mình, tức là hộ trì cho người khác? Một, không khủng bố người khác. Mình có khủng bố người khác không? Chuyện chưa gì hết là mình dọa hù người ta rồi. Chẳng hạn như nói, trời ơi tại sao chị làm vậy, tội chết, nghe không? Người ta đi vô chùa mà tôi chưa gì hết tôi nghe tội chết rồi đó. Đó là một hình thức khủng bố người khác. Không khủng bố người khác, không chống trái người khác. Cái gì mà người ta làm mình không có ủng hộ tại vì mình không thấy đúng, đó là ở cái phương diện thấy của mình. Nhưng đừng cho cái thấy mình là cái thấy đúng. Có thể nó đúng với ai? Đúng với ai? Đúng với chính mình thôi. Và nếu chúng ta xác định cái điều đó chúng ta chống, là có thể chúng ta bị hớ và mang lỗi.
Vì người xưa cũng có câu: thánh trí cao thâm, phàm tâm nan trắc. Cái trí của bậc thánh thâm sâu lắm, cái tâm phàm của chúng ta không thể trắc nghiệm, không thể dò xét được cái chỗ đó. Và quý vị biết có những người, người ta lập chí lớn, ta làm việc nó khác với mình nghĩ lắm. Cho nên thôi, cái gì mình không đồng tình, không ủng hộ thì giữ im lặng để họ làm. Còn họ làm đúng làm sai thì tự họ sẽ có cái nhân quả trả lời. Còn chúng ta chống như vậy đó, chúng ta có cái lỗi là chúng ta không biết hộ trì khẩu nghiệp của mình, ý nghiệp của mình, thân nghiệp của mình, vì người khác mà tạo nghiệp không nên. Thì mình tự mình phải quán chiếu cái đó. Cho nên không khủng bố người và không chống trái người, không chống trái người, không hại người khác. À, không biết gần đây quý vị có đọc cái bài báo, cái sự việc xảy ra ở ở bên Úc này, là cái vụ cái hãng Strawberry đó. Quý vị có biết cái việc đó gì? Ngày hôm qua trên đường bay qua đây á, lý ra là Pháp Hòa sẽ bay qua đây bằng hãng Virgin. Nhưng khi trên đường ra phi trường thì cái em Phật tử bút vé đó mới báo cho đoàn biết đó, là cái hãng Virgin đã cancel chuyến bay của thầy qua Tây Úc, và thầy phải bay ngược về Melbourne. Rồi khuya lắm mới có chuyến bay bay qua đây. Mà nếu theo cái tiến trình đó thì ngày hôm qua không có gặp quý vị. Thì trên đường đi thì có một đạo hữu trên xe tại Sydney nhanh ý, lập tức mở phone online và tìm vé máy bay qua một hãng khác. Thì cuối cùng mua vé gấp qua cái hãng Qantas. Giờ vậy cho nên ngày hôm qua đến đây đúng giờ. Thì trong khi mà chờ đợi chuyến bay của Qantas á, thì báo chí để dần đó, thì thầy trò mới mở coi thì mới đọc được cái tin tức là đã bắt được một người Việt Nam, một cô người Việt Nam có dính dáng trong cái việc nhét kim ở trong cái trái dâu đó, trái strawberry đó. Cho nên ngày hôm qua đem dâu lên đãi Pháp Hòa không dám ăn. Nói thiệt à. Pháp Hòa giỡn thôi. Pháp Hòa mới chọc mấy chú và nói: trời ơi, đãi này mà không cắt, không lấy dao cắt ra, ớn quá. Nhưng mà quý vị biết là tại sao? Vì cái cô đó có thể là cổ có hận với cái người chủ của cái hãng dâu. Nhưng mà khi mà cô làm vậy, cô đâu làm trong cái hãng đó đâu. Cô đi ra cái chợ cô làm. Thì khi mà cái chuyện đó phát giác ra đó, thì người ta ngưng không cho bán kim. Thì những người mà cùng một cái ý tưởng đó đó, ta mua kim ở cái xứ khác đem vô. Nhưng mà bây giờ mình nói cái tác hại nè, là không phải chủ của những người trồng dâu phải đem đổ thùng rác, mà ngay cả những tiệm, những cái shopping, những cái chợ mà nhập trái dâu về mà bán cũng phải đổ luôn. Cho nên người chủ cái dựa trồng trái dâu và những chợ mua sỉ về bán lại đó, tất cả dâu đem đổ hết. Thì quý vị thấy thật sự cái đó là một cái, khi mà con người mà người ta tức giận, hận thù ai đó làm cái gì tác hại tới mình, thì mình phải nghĩ ra cái cách nào đó mình gọi là rửa, gọi là trả thù, rửa hận. Nhưng mà cuộc đời mình nghĩ là mình trả xong mối thù này, hận mình sẽ được rửa. Nhưng mà nó rửa có chừng 3-4 ngày ở ngoài thôi. Sau đó cảnh sát bắt được rồi là vô trong kia mình gỡ lịch. Thì trong khi mình ngồi trong tù á, người ta ví dụ ta phán mình 3 năm, 4 năm, 5 tù ví dụ vậy đi, thì mình ngồi trong đó mình suy nghĩ, tại cái người đó mà tôi ở đây thì thù này nó làm sao chồng lên tiếp. Cho nên cái chữ mà rửa, trả thù rửa hận Không có work. Vì sao? Vì cái chánh niệm mình không đủ.
cái nhận thức tuệ giác mình không đủ để mình có thể tạo ra những cái khó khăn cho chính mình và cho người. Cho nên để hộ trì cho mình và cho người thì phải lập cái tâm là không muốn hại người khác. Thật sự trong cuộc sống này mà chúng ta muốn hại nhau, thế nào nó cũng có kẻ hở để mình bắt biết. Thật sự nếu mà mình cố tâm mình hại ai đó, thì những người mà mình quen mà mình khi mình ghét họ rồi, họ có chỗ hở để mình có thể mình muốn hại họ. Nhưng mà không nên. Tại vì thí dụ họ làm đúng, nó không phải là cái việc của mình, mình chỉ là cái người biết thôi, nó không có dính dáng gì mình. Thì trước sau gì cái việc đó họ cũng có những cái người họ họ tìm ra, luật pháp cũng sẽ có cách để mà bắt họ. Mà ở đây mình nói trong cuộc sống bình thường, cho nên chúng ta phải quán chiếu cái đó kỹ. Mà khi mà mình hại được một người thì ngay lúc đó mình đã hại mình rồi. Cuộc đời mình nó sẽ ảnh hưởng lớn. Cho nên có nhiều người ta biết vậy, ta giết người xong ta tự giận luôn ta. Nhưng mà mình tự giận mình đó là để mình khỏi bị ở tù, nhưng mà thật sự mình đã kết liễu cuộc đời mình rồi. Và mình đã phủ biết bao nhiêu tình thương của cha mẹ, của người thân mình. Cho nên cái đó không nên. Không hại người khác, có tâm thương xót người. Thật sự ra nhiều khi á, mình thấy cái người đó mình không ưa trong lúc bình thường, nhưng mà mình thấy họ đau khổ mình chịu không nổi, rồi thôi bao nhiêu cái tha thứ mình cũng có thể tha thứ được. Thì nói tóm lại, qua cái đoạn kinh này mình có thể nói ba điều, hay là dựa theo những điều đó Đức Phật nói. Bây giờ mình đặt một cái vấn đề là chúng ta muốn hộ trì cho mình và hộ trì cho người, thì Phật cho chúng ta những công thức thế nào là hộ trì cho mình và hộ trì cho người. Thí dụ bây giờ mình tha thứ cho một người nào đó, thì ngay giây phút mình tha thứ họ là mình tha thứ ai nữa? Tha thứ mình nữa. Tại vì mình đã mang người đó ra khỏi cái trái tim nặng nề của mình. Cho nên mình tha thứ cho người khác là ngay lúc đó mình đã tha thứ cho mình. Tại vì mình đã không còn cái người đó trong tim mình nữa. Cái người đó đó mình thường nằm chiêm bao mình thấy. Mình thấy mình rượt mình đánh họ, mà đánh lần nào cũng hụt hết. Có nhiều khi mình hụt đánh xong rồi mình tức muốn chết vậy. Giật mình thức dậy mồ hôi một cái đổ ra mà không gặp được. Nhưng mà tự nhiên cái ngày đó cái người đó tới xin lỗi mình, sám hối với mình, thí dụ vậy, tự nhiên mình không còn người đó trong đầu nữa. Nó lạ vậy. Cho nên khi mình làm một cái việc cho ai là ngay giây phút đó mình làm cho mình rồi. Phát và ví dụ, khi mà mình nấu ăn cho một người nào đó, mặc dù trên hình thức là mình nói mình nấu cho người đó, nhưng mà ai là người ăn trước nè? Mình. Mặc dù mình không múc cả chén mình ăn, nhưng mà nãy giờ mình vô ra cũng no rồi. Thật là cái thưởng thức lắm, phải không? Rồi bây giờ ví dụ như mình vừa khởi ký là để lát tôi gặp cái người đó tôi chửi câu đó. Nhưng mà khi nghĩ như vậy thì cái câu chửi đó nó nằm ở đâu trước? Trong mình trước. Cho nên ví dụ mình cầm một cái cục, mình cầm một cái cục đất mình liện người ta, chưa tới mặt người ta, nhưng mà ai là người dơ trước? Mình. Cho nên người xưa ta dùng cái từ là hàm huyết phúng nhân tiên ô tự khẩu. Nói theo tiếng Việt là ngậm máu phun người trước dơ miệng mình. Rồi bây giờ mình nói đó nghe nó dơ quá, mình nói cầm cục đất liền người khác, phải không? Thật ra người ta, nếu mình cầm cái đuốc mà mình đốt trời, trời mình chưa đốt nhưng mà những cái tro đó nó rơi xuống cái tay mình trước. Bả hỏa thiêu thiên đồ tự bì. Lấy cái cây đốt trời, bả hỏa thiêu thiên đồ tự bì, nó rớt xuống nó cháy da mình trước, tự cái da của mình bị cháy trước. Đó là lời của Huyền Giác Thiền Sư trong Chứng Đạo Ca. Cho nên á, mình không hại. Cho nên Đức Phật có nói người trí không nói ba điều. Người trí không nói ba điều. Một là không nói những điều vô ích, không nói những điều mà có tác hại đến người khác. Thì nói cái chuyện này Pháp Hòa nhớ có một câu chuyện ở trong Xuân Thu. Thời Xuân Thu có
một vị là Mặc Tử. Thì ngài Mặc Tử mới có một người học trò. Bữa nọ mới hỏi ngài Mặc Tử: dạ thưa thầy, nói nhiều là tốt hay là ít nói là tốt? Mặc Tử không có trả lời liền, mà Mặc Tử trầm tư một hồi thì ông mới nói. Ông mới nói: giả dụ như một con ếch xanh ở dưới nước, nó cứ kêu cả ngày, nó kêu riết mà cái lưỡi nó khô, cái họng nó khô, mà rồi người ta nghe riết, người ta cũng chán, cho tẳng thèm để ý tới nó nữa, mà thậm chí ta còn ghét nó nữa, sùm. Nhưng mà ngược lại cái con gà trống á, ngày nó chỉ gáy chừng vài tiếng thôi, mà nó gáy đúng giờ, thành thử người ta còn cảm ơn nó nữa, tại vì nhờ tiếng gáy của nó mà người ta thức đúng giờ. Thì ngài Mặc Tử mới nói: ngẫm cái chuyện này thì mình cũng học được bài học. Có nhiều khi mình rỉ rả nói cả ngày mà ta nghe phát mệt, và thậm chí ta chẳng quan tâm lời nói của mình, chi bằng mình đừng có học kiểu con ếch xanh đó. Mình hãy học kiểu như con gà trống, nói đúng lúc, đúng việc, đúng thời, đúng người. Nhiều khi người ta còn cảm ơn lời nói đó, và nhiều khi người ta trân trọng cái lời nói đó. Đó là lời dạy của Mặc Tử. Và Đức Phật cũng nói: người trí không nói ba điều. Một là không nói những cái điều mà không có giá trị, không nên nói. Cho nên phu nhân bất ngôn, ngôn tất hữu trung. Người không nói thì thôi, thì nói ra thì cái lời nói đó phải có cái đạo lý trong đó. Không nói thì thôi, mà nói thì phải có cái gì, còn không thì đừng nói. Cái thứ hai là không nói những lời phô trương khoe khoang. Người trí cũng nên nói. Thường thường mình thích khoe. Có nhiều khi không ai để ý tới, mình cũng kiếm cách mình khoe. Có một cái anh đó, ảnh mang một đôi giày mới cả ngày, ảnh đi tới lui mà sao không ai khen hết. Thì trong lúc đó có một cái người đó đi tới, lỡ chân dấp té rồi ngã vô người ảnh. Ồ, ảnh mừng quá trời luôn. Anh nói: trời ơi, mày đi mày không coi chừng, tao đá mày nghe mày. Lúc đó mới đưa cái đôi giày mới anh lên. Trời ơi, gặp lúc đó cái ông này mới đeo sợi dây nịt, cũng muốn sẵn khoe sợi dây nịt của mình, mà không lẽ mình tự kéo cái quần lên chỉ dây nịt kỳ quá phải không. Gặp lúc này đúng lúc: ê ê, đá đâu đá, đừng đá trúng dây nịt tôi nghe. Thế là ông mới chìa cái dây nịt ra. Rồi hai người, người được khoe giày, người được khoe dây nịt. Gặp lúc đó một người kia đi tới nữa, cũng được cơ hội để khoe. Khoe cái hộp xoàn: ê ê, cho tôi xin can. Ba người có cơ hội khoe hết trơn. Thiên bất ngôn tự cao, địa bất ngôn tự hậu. Trời không có khoe mình cao, đất không có khoe mình dày. Đất có bao giờ khoe đất dày? Nhưng mà tự mọi người đều biết đất rộng và dày. Trời không tự khoe mình cao, nhưng mọi người đều biết trời cao. Cho nên cái người mà người ta có cái tài, thường thường người ta ít có khoe. Thí dụ như thường thường các vị mà người ta giỏi, người ta ẩn sĩ, hoặc là thậm chí biết tìm tới, thì người ta còn giúp. Quý vị thấy Khổng Minh Lưu Bị mà phải 3 lần đến để mời Khổng Minh mới ra mặt. Cho nên người trí không tự khoe mình. Điều thứ ba Đức Phật dạy: người trí không vạch trần lỗi của người khác. Tại vì trên đời ai cũng có những cái lỗi lầm. Giỏi cỡ nào
cũng có sơ sót. Nói hay cỡ nào cũng có đôi lúc quá lời. Tại vì nhiều khi mình nói là sao, lúc mà mình cao hứng có thể lời nói của mình nó không được tự chủ. Trong khi mình hành xử có thể đôi lúc chúng ta phạm nhầm cái lỗi là chúng ta hành xử hơi quá. Cho nên cái người trí thì nhận thấy cái lỗi đó là do sơ ý. Mình đừng cố tình mình làm gì. Mình lấy cái điểm đó là cái chính để mình phô trương cái đó. Vì mình biết cái đó không phải là bản chất của họ. Chẳng qua hôm nay là họ sơ tình vô ý, gọi là sơ ý thôi. Mà mình lấy cái đó làm cái điểm chính để mình chà đạp họ, mình nói họ cái điều đó, cái đó mình cũng không nên. Pháp Hòa nhớ trong sách xưa có câu như thế này: bất trách nhân tiểu quá, tức là không có trách nói sai lầm nhỏ nhặt của người. Bất phát nhân âm tư, không vạch trần cái lỗi của người. Bất niệm nhân cựu ác, không nhớ đến cái điều xấu của người. Ba điều đó nha: không trách, không vạch trần, không nhớ. Nếu người đủ ba cái đó gọi là thử tam giả, tức là nếu có đủ ba cái đó, dĩ dưỡng đức, diệt khả viễn lại. Dĩ dưỡng đức là gì? Có khả năng, nếu mình sống được ba điều đó, đó là ba cái điều tốt để dưỡng cái đức của mình. Thì cho nhiều khi một cái việc đó rất nhỏ nhưng mình thêm thắt vô, mình thêm mắm, mà Việt Nam mình gọi là thêm mắm dặm muối, mặn lắm. Như có một cái chuyện này với quý vị Pháp, và ví dụ như là nhất sao là thất bổn. Chứ ngày xưa mình hay nói là sao? Tam sao thất bổn. Tam sao tức là ba lần sao chép lại thì nó đã mất đi cái bản gốc rồi. Còn đằng này mình mới có nhất sao là đã thất bổn rồi. Cho nên ở Việt Nam mà đi chợ về ngay tới đầu đường xe cán chết một con vịt, cái mình đi vô tới giữa xóm cái nó thành 10 con, rác tới cuối xóm đồn ra nguyên bầy vịt chết. Tại vì nhất sao thất bổn. Chạy qua cái bài kinh mà Đức Phật nói ngày hôm nay, thì xin thưa đại chúng là khi chúng ta nói sự hộ trì đó, thì chúng ta sẽ quán chiếu sâu hơn dựa theo lời Phật là xưa nay mình nghĩ là mình hộ trì người đó, người đó, người đó. Nhưng mà thật sự ra với cái nhìn sâu, ngay khi chúng ta bắt đầu làm việc đó, chúng ta đã tự hộ trì cho mình. Ví dụ mình đấy, tôi xin phát tâm hộ niệm cho anh mau khỏe mạnh. Mình lại mình tụng thời kinh cầu an. Nhưng mà tụng xong người kia không biết an chưa, chưa biết. Nhưng mà ngay cái người tụng xong tiếng đồng hồ là sao? An. Vì họ đã dùng cái tâm khẩu thân của họ để trì thời kinh đó, người đó an. Cho nên cầu an cho người chính là cầu an cho mình. Sám hối vì người, nhưng mà thật sự là sám hối cho mình. Tại tự thân mình sám hối. Và khi nghiệp chướng của mình tiêu trừ thì tự thân tâm mình thanh tịnh, mình đủ công đức sám hối cho người. Mình nấu ăn cho ai chưa biết người ta hưởng gì, nhưng mà mình là người hưởng trước đó. Hưởng từ cái hương cho đến hưởng tới cái vị. Hay là Pháp Hòa ví dụ như giờ Pháp Hòa nói Pháp Hòa phải nghiên cứu kinh sách rồi cái gì kia để chia sẻ với đại chúng đó đây, nhưng mà đại chúng chưa nghe Pháp Hòa nói gì hết, mà người hưởng trước là ai? Là Pháp Hòa. Thí dụ bây giờ mỗi tối Pháp Hòa đọc bài kinh đi, Pháp chưa nói gì với đại chúng, đại chúng chưa nghe, nhưng Pháp Hòa là người hưởng trước rồi đó. Hưởng, nhận hưởng được cái nguồn an lạc từ lời Phật dạy rồi. Chứ ngay khi mình hộ trì cho người là mình hộ trì cho mình. Mà mình hộ trì cho mình được vững chắc rồi thì mình hộ trì cho người dễ dàng hơn.
Có một anh, có nhiều người con chở mẹ đi đi năm qua, năm cách đây 2 năm, có một anh Phật tử đưa mẹ già đi qua Canada chỗ Pháp Hòa để dự khóa tu. Thì anh nghĩ trong đầu đơn giản là sẽ drop mẹ xuống chùa, sau đó anh sẽ đi ra ngoài, anh kiếm chỗ anh ở, anh thoải mái, hoặc là anh tối anh về chùa anh ở, sáng anh dông anh đi chơi. Không ngờ tới đó người ta đưa thẳng vô tu viện Tây Thiên, cách thành phố 45 phút. Vô đó là không xe cộ, không có convenience store, không có cái gì hết. Ở trong đó mà muốn đi ra ngoài là phải có xe. Cho nên khi mà anh vô trong đó rồi, cái đâu kẹt quá, đi đâu anh thấy ai cũng bận rộn, đâu dám nhờ. Quý vị, cuối cùng anh làm công quả suốt 10 ngày luôn. Cho nên hộ trì cho mẹ, nhưng mà rốt cuộc mẹ hộ trì cho anh. Tại vì anh ở trong đó, anh thấy được cái sự bận rộn của đại chúng, anh không nỡ nhờ vả làm phiền, mà thậm chí anh còn làm ngược lại, là anh hộ trì cho đại chúng bằng cái năng lượng khả năng của anh trong 10 ngày đó. Cho nên thưa đại chúng, sự tu tập của mình là một hộ trì rất lớn. Sự đi chùa của đại chúng, sự hộ trì tam bảo, sự ủng hộ mọi cái chương trình Phật sự của đại chúng là hộ trì cho tất cả những người khác. Chỗ nào có chánh pháp thì chỗ đó chúng ta hộ trì. Tại vì nó hộ trì là hộ trì gì? Hộ trì chánh pháp. Và bên cạnh đó chúng ta hộ trì chánh pháp, trong đó có người thân của chúng ta, vì chúng ta muốn biết rằng người đó như thế nào chúng ta hộ trì. Nhiều người đó bệnh, mình hộ trì. Mà hộ trì cho người bệnh cũng là hộ trì chánh pháp. Tại vì sao? Tại vì trong 8 công đức của Bồ Tát thì trong đó có một công đức là giúp đỡ người bệnh. Hay là quý vị biết là một vị thầy đó bệnh, quý vị cho thuốc giúp đỡ cho thầy đó hết bệnh, để thầy đó tiếp tục công việc Phật sự lo cho nhiều người. Thì khi mình hộ trì cho một người cũng là hộ trì cho nhiều người. Mình nuôi một cái đứa nhỏ cho nó ăn học nên người, mình thấy như mình nuôi nó, mà thật sự mình nuôi cả gia đình đó. Tại vì nếu mà nó nghèo hoài mình phải lo mãi. Bây giờ mình ráng lo cho nó học hành nó tốt, nó có công ăn việc làm tốt, nó tự nó lo cho cả gia đình đó. Cho nên mình lo cho một người là lo cho cả gia đình đó. Vì vậy mà người Việt Nam mình qua đây đôi lúc bảo lãnh một người cháu qua, để cho cháu nó lo cho cả gia đình nó. Chứ giờ mình làm chị, mình lo cho má, cho ba, cho em út của nó, lo hoài, lo không hết. Thôi giờ bảo lãnh nó qua để nó lo, nó đi làm cho gia đình nó, hoặc là mình giúp đỡ cho nó để nó có công ăn việc làm, nó lo cho cả gia đình nó. Chứ mình giúp cho một vị xuất gia. Vì vậy mà trong kinh Đức Phật nói có 4 điều không thể coi thường. Một là không thể coi thường một thái tử, vì ông thái tử đó lớn lên ông sẽ là một ông vua, một minh quân trị vì cả nước. Cho nên không thể coi thường một thái tử khi còn nhỏ. Điều thứ hai, không thể coi thường một thầy tu nhỏ. Tại vì thầy đó nếu mà được nuôi dưỡng hộ trì tốt đẹp, thầy đó có thể trở thành một vị độ đời giúp người. Điều thứ ba, không thể xem thường một đốm lửa nhỏ. Tại vì đốm lửa đó có thể cháy nhà, cháy rừng, thiêu chết người. Điều thứ tư, không thể coi thường một con rắn nhỏ. Tại vì con rắn có thể cắn, mổ người và trúng độc mà chết. Thôi thì hôm nay, buổi tối này Pháp Hòa về thăm đại chúng tại chùa Đạo Phổ Quang, thì Pháp Hòa xin có một bài kinh ngắn với đại chúng là hộ trì cho nhau. Và khi chúng ta thấy được rằng á, sự hộ trì cho người, nhưng mà trước hết là chính mình hộ trì mình. Và khi mình hộ trì cho mình được rồi thì mình hộ trì cho người khác được. Hay nói thiết thực hơn, mình muốn làm hộ pháp thì trước hết pháp hộ mình. Tại vì mình trong người mình phải có Phật pháp, mình mới có thể hộ được Phật pháp. Còn không thì không thể hộ được. Như mình muốn giúp cho người ta ăn chay, trước hết mình phải biết nấu chay, và mình có thể ăn chay mình mới giúp được.